Hello, vô like chia sẻ giùm em bán đầu like giá tương tác nha mấy chị. Bộ đồ em đang mặc là giá tương tác 100k. Chia sẻ. Em bán đầu like tương tác nha mọi người. Bộ này 250. 250 màu xanh đậu, em bán tương tác 100k. 70kg vừa nha, bộ em đang mặc. Bộ em đang mặc em bán tương tác đầu like có 100.000 à. Giá này là 250 một bộ, co giãn, tốt, mặc mát nha mấy chị. Chất thun này mát, mặc sang, xịn sò luôn, em bán đầu like tương tác có 100.000 à. Chị nào chốt bình luận nha mấy chị gái ơi, cho em lượt chia sẻ nha. Chia sẻ, em bán mở hàng đầu like 100k. Mở hàng đầu like có 100k nha, giá là 250. Giá bộ đồ này 250, em bán mở hàng 100k, chị nào chia sẻ thì chốt nha. 70kg dừa, bộ màu xanh đậu nha mọi người. Xanh đậu 100k, chia sẻ giùm em. Giá 250, bán mở hàng có 100k mấy chị gái ơi. 70kg dừa nha mấy chị, 70kg dừa. Mẫu này dễ thương lắm, mặc lên sang. Em bán đầu like mở hàng mọi người ơi, thấy em bình luận giùm em một cái. Bình luận giùm em một cái nha mấy chị đẹp. Em bán mở hàng giá rẻ nha. Chia sẻ giùm em mọi người. Bán mở hàng giá có 100k mấy chị bình luận giùm em. Đi rồi á, đi rồi minh tiếp. Hôm qua chốt là đi rồi nha, chờ nhận giùm. Em bán mở hàng 100.000 nha mọi người. Bộ này mẫu mặt sang. Mặt sang lắm luôn á, 70kg vừa. Chia sẻ mọi người ơi, mẫu này mấy chị có ưng không? Ưng lên em có màu hồng, màu vàng, màu đỏ, màu nâu, màu tím ruốc. Nói chung là có nhiều màu. Mẫu này là 250, em đang bán 100.000. 100.000 là giá tương tác nha mọi người. Tương tác chia sẻ giùm em mấy chị gái ơi. Chia sẻ em lên đơn mấy chị gái ơi, chị nào chốt bình luận. Bình luận chia sẻ. 100.000 mọi người. Mẫu này có 100 nha. 250 em bán tương tác 100, chị nào chốt bình luận giùm em. Cho em xin lượt chia sẻ mấy chị gái đẹp. Chia sẻ nhanh tay nha mấy chị gái ơi. Bán mở hàng lấy tương tác nha. Bán mở hàng lấy tương tác có 100.000 à. Mẫu này đẹp nha mấy chị, mặc dễ thương mà sang chảnh nữa. Chốt bình luận mọi người. Chia sẻ giùm em mấy chị gái ơi, 40 mấy khách rồi mà không có thấy bình luận gì hết. Chia sẻ giùm em nha. Bình luận giùm em, mẫu này em đang mặc bộ xanh đậu là 100.000 bán tương tác. 100k màu xanh đậu nha mọi người, 70kg dừa, chị nào 70kg ha, 70kg đổ lại thì chốt. Em bán mở hàng nha mấy chị. Mở hàng nhanh gọn lẹ, chị nào mở hàng mà bán được nhanh ha, mở hàng giùm em. Chị nào mà mở hàng nhanh mấy chị. Cho em xin lượt chia sẻ mấy chị đẹp ơi, tương tác giùm em đi mấy chị. Mạng nó yếu quá mấy chị gái ơi, mạng chậm nha mấy chị, phải bình luận giùm em, tương tác giùm em nó mới lên. Tương tác giùm em mới nhìn thấy mấy chị nha, mấy chị không có bình luận, không có chấm bài là em không có nhìn thấy nha mấy chị. 40 mấy khách rồi mấy chị. Bộ này em đang mặc là màu xanh đậu, 70kg đổ về, có co giãn nha mấy chị. Mẫu này mặc rất là dễ thương, sang nha mấy chị. Mẫu này em bán tương tác lấy đồ, tương tác đầu like mở hàng giùm em. Chị nào mở hàng mà em bán đắt được hàng á, em thích lắm luôn mấy chị. Mở hàng giùm em mấy chị gái ơi. Màu đậu, màu xanh nha, màu xanh đậu, chốt giùm em là 100k có tương tác. Bình luận đúng vậy giùm em nha mọi người. Lên khách rồi đàn mà không thấy ai bình luận hết. Màu xanh đậu. Ai lấy gì vậy? 100.000. Em bán tương tác một bộ 100.000 nha mọi người. Chị nào không chốt chút xíu em lên cái giá em bán là giá 250, em đang sale 180. Giá 250 em đang sale 180 nha mọi người. Mấy chị không thích mẫu này em qua mẫu khác. Màu nâu này chị nào chốt thì bình luận. Màu nâu 70kg đổ lại. Ê
em chỉ bán tương tác 100 ngàn thôi nha, chút em lên hàng bán là giá khác nha mấy chị, giá 250, giá 250 em bán xả hàng sale hàng có 180 thôi nha, 180 180, chị nào không thích thì em qua mẫu khác em lên. Mẫu này mà mấy chị không thích, màu nâu nè mấy chị, màu nâu chốt bình luận mấy chị gái ơi, màu nâu em bán tương tác mở hàng 100 ngàn, mấy chị không có chốt em qua nha. Mở hàng giùm em nhanh gọn lẹ mấy chị đẹp ơi, bình luận giùm em một lượt chia sẻ mấy chị gái ơi, chia sẻ. Màu xanh này mấy chị không thích, màu xanh này mấy chị không thích em qua. Xanh đậu chị Liễu Ngọc nè, 70 kg ok chị gái nha, 70 kg vừa nha chị Liễu Ngọc. Rồi em bán giá này là 100 ngàn cho chị gái mở hàng giùm em nha. Em mong sao mà chị mở hàng cái em bán riết luôn tới cuối like hả, chốt rần luôn ha. Ok chị gái Liễu Ngọc nè, mong sao mà lên cái người mấy khách chốt rần giùm em. 70 kg rồi chốt tiếp. Bộ mẫu này là 180 em giá sale nha mọi người, 180 một bộ, màu nâu màu vàng màu đỏ màu hồng, 180 180 nha, 250 em đang xả 180 nha mấy chị gái. Rồi chị nào chốt tiếp, size này là size số 70 kg nha mọi người, để coi size số mấy ta, size này là size số 5 70 kg. Rồi em đang cầm bộ này là trên 70 kg nha, số 6, tại vì số 6 em còn có 1-2 bộ à, 75 đổ lại dừa, 75 đổ lại dừa màu vàng, chốt bình luận giùm em. Số 6 em có 1 bộ nào em cầm lên là em nói nha, tại vì em hàng xả rồi, nó không còn đủ màu đủ size, chị gái nào chốt màu vàng bình luận, 75 đổ về chốt, 180 180 nha. Màu vàng này là size số 6, chị nào trên 70 kg chốt giùm em. Số 5 trở lại á, cái mẫu này riêng mẫu này số 5 là 70 kg. Còn những cái mẫu mà hàng thiêu á, là số 4 là 75 kg nha mấy chị. Tại cái form này là may khác xưởng. Khác xưởng, màu vàng này trên 70 kg nha. Dạ em nhanh vậy ha chị Mỹ Phương. Dạ em cảm ơn chị gái nha. Cảm ơn chị gái yêu. Mới chốt là đi là nhận được liền luôn ha. Chị có chốt ủng hộ em thêm không chị? Màu vàng này trên 70 kg nha, màu vàng xịn sò quá trời luôn, 180 là giá xả nha mấy chị. Mẫu này là em bán 250, bây giờ em không còn đủ size đủ màu em xả mấy chị, 180. Chị gái nào mà chốt cái bộ số 6 này màu vàng nè, không còn đủ màu, không còn đủ size, chị nào chốt bình luận. Em chào chị Kim Nguyễn nè, em chào chị gái nha. Chị nào chốt bình luận, bộ vàng này 75 đổ lại dừa, số 6 em không còn đủ size đủ màu em xả, có 180 bộ mẫu này mấy chị gái ơi, chốt bình luận giùm em nha. Rồi chị nào mà nhớ mua, chị Liễu Ngọc nhớ chốt thêm đủ đơn em đi lên đơn luôn nha chị gái. 100 ngàn bên em không có gọi chốt nha mấy chị gái thông cảm. Chốt thêm đủ đơn là 150 nha chị gái. Màu vàng này ai chốt bình luận. Màu vàng này số 6 nha. Rồi chị chốt thêm giùm em xuống like cái em đủ đơn em đi luôn. Màu đỏ màu hồng mấy chị gái ơi. Rồi mẫu này cũng là 250 em sale mấy chị, 180 luôn, không có đủ màu. Không có đủ màu là em xả 180, mẫu này màu hồng, năm số 5 này là 70 kg đổ lại dừa nè, xả 180 luôn, màu hồng. Chị gái nào chốt bình luận, mấy cái mẫu này chất vải nó dễ thương lắm nha mát. Số 5 này là 70 kg đổ lại dừa, chốt bình luận. Chốt bình luận màu hồng nha, dễ thương lắm luôn, 180 là giá xả nha mấy chị. 250 em đang xả 180 mọi người ơi, em còn có mấy bộ à. Màu hồng, màu đỏ nè mấy chị. Em còn màu đỏ tay beo là số 6 nha. Chị gái nào chốt bình luận. Số 6 em còn màu đỏ. Số 6 này 75 đổ lại nè. Chị nào mà có 75 kg đổ lại chốt giùm em số 6 màu đỏ. Màu đỏ em còn 2 bộ. Rồi màu vàng em có 1 bộ số 6. Chị nào chốt bình luận giùm em ha. Số 6 là 75 đổ lại vừa. Còn bộ em đang mặc là số 5. Mẫu này em sale 180 luôn, bình luận màu hồng. Bình luận màu hồng nha, chốt bình luận. Số 5 xả 180. Số 5 này là 70 kg đổ lại dừa. 70 kg đổ lại dừa mẫu này nha mấy chị. Em còn ít màu em xả giá rẻ nha mấy chị.
còn ít màu lắm em xả giá rẻ, đỉnh quá trời đỉnh luôn, có 180 bộ là giá sale nha mấy chị. Chốt bình luận giùm em mấy chị gái đẹp ơi. Size này em còn vài bộ size nhỏ. Mẫu này em còn mấy bộ size nhỏ. Chị nào mà có size nhỏ 50kg trở lên á, 50 60kg thì bình luận giùm em lấy coi còn màu gì em chốt luôn cho mấy chị gái. Quá đỉnh luôn mấy chị đẹp ơi, có ai chốt nữa bình luận nha. Rồi màu nâu nữa nè, màu nâu đậm. Đấy mặt màu nâu kia là màu nâu gì ta? Số 6 là chị nào 70-75kg chốt nè. Đẹp lắm mấy chị, màu nâu này nó hơi sậm hơn chút. Đẹp quá trời đẹp. Màu nâu đậm nha. Nâu này em kêu bằng nâu một với tại nãy em mặc cái kia em cũng nói màu nâu. Nâu một. Mẫu này lên trắng da mấy chị. Số 6 75 đổ lại dừa. Chốt bình luận. Em có nâu một, hồi nãy là nâu kia em kêu bằng nâu lợt đi. Chị nào chốt mẫu này màu vàng. 180 là giá xả nha mấy chị. 250 em còn có mấy màu à. Giao. Chị nào chốt bình luận giùm em màu này là số 4 65 dừa màu vàng. Bộ này 65kg dừa 180. Chị gái nào chốt bình luận màu vàng này số 4 nha. Số 4 này em còn mấy màu. Có số 3 số 4 nha mấy chị. Số 3 là 60kg dừa nè. Mẫu này là số 3 60kg nha. Màu cam, màu nâu, màu vàng. Chị nào chốt 60kg có số 3. Số 4 này 65kg chốt bình luận màu vàng. Rồi, không ai thích mẫu này em qua mẫu khác nha. Em qua mẫu khác. Đẹp lắm mấy chị, mấy cái mẫu này mặc sướng lắm, nó mát lắm. 65kg màu cam nè mấy chị. Ai thích mẫu này không? Có sale có 180 à. 65kg màu cam 250 xe 180 mấy chị. Chốt bình luận giùm em mấy chị đẹp. Màu thì nó không đủ em xả nè mấy chị. Không còn đủ size đủ màu em xả nha. Màu cam. Màu cam này là 65 đủ lại dừa. Màu cam. Ai chốt màu gì bình luận giùm em nha. Bi này em còn size số 2, số 3. Bi này số 3, x số 2. Số 2 60kg. Số 3 65 đổ lại. Cái này hồi tối nay hết trơn rồi, giờ còn mấy bộ nữa mấy chị có chốt thì chốt luôn giùm em. 170 một bộ bi nha. Bi này còn số 2, số 3. Số 3 là 65 đổ lại. Size này cái form nó to nha mấy chị. Số 2 em đang mặc là 60kg. Số 3 là 65 em còn số 3. Số 2, số 3. Mẫu bi này bi cam chốt bình luận giùm em giá 170. Bi cam giá 170. Mặc lên đẹp nha mấy chị. Số 2 em đang mặc trên người là 60kg. Ai chốt bình luận. Số 2 em còn bi vàng, bi cam, bi hồng, bi trắng, bi đỏ. Số 2 ai 60kg nha. Bi cam, bi vàng, bi hồng, bi trắng, bi đỏ. Chị gái nào chốt bình luận giùm em nha. Số 3 em còn bi cam, bi trắng. Số 3 em còn bi cam, bi trắng nha. Ai chốt bình luận giùm em. Số 2 là 60kg. Giá 170. Còn số 2, số 3. Mẫu này 165 em còn size 2, size 3 cũng còn có mấy bộ à. 165 nha mấy chị, màu đen nè. Màu đen này 165. Số 2 là 60kg đổ lại dừa. Chị nào chốt mẫu này bình luận. Em còn size 2, size 3 nhưng mà tùy màu nha. Chị gái nào chốt bình luận. Màu riêu với màu đen. Màu vàng.
Nói chung là nhiều màu nhưng mà còn lẻ nha. Còn lẻ lẻ mẫu nè. Mẫu này màu vàng này chốt giùm em 170. Số 4 này 70 kg, 75 vừa. Em còn size số 5. Số 5 mẫu này là tới 85 kg nha mấy chị. Màu vàng này 75 kg chốt bình luận. Giá là 170. Màu vàng này 75 vừa số 4 nha. Ok chị gái riêu nè. Kim chi chi ok, nãy em mới gọi chốt chị đúng không? Màu riêu này là số 2 60 kg nha chị đẹp. Ok chị đẹp nè. Màu riêu 165. Số 2 là 60 kg đổi lại nha. Dạ em cảm ơn chị Cẩm Châu. Dạ tùy theo nơi á chị, có nhiều chỗ á thì nó đi chậm, có nhiều chỗ nó đi lẹ. Màu kia nền đen. Nền đen. Sao chị không bình luận đen? Cái này là em đọc đen. Ok chị gái nha. Cái này là em đọc riêu số 2. Chị lấy đen ha. Đen mà có xanh lá nè, đen bông xanh lá ok chị gái. Xanh lá cây ok. Rồi. Em chốt cho chị rồi. Còn mẫu 165 nữa là mọi người, số 2 nha, màu xanh. Số 2 màu xanh. 165 em còn có mấy bộ nữa mấy chị. Mẫu này đẹp lắm, lên nhiêu là hết nhiêu. Còn có vài bộ hết rồi. Còn bộ hai bộ số 3 nữa. Cảm ơn chị Cẩm Châu, chốt thêm không chị gái. Mẫu đẹp nha, có áo khoác nha mấy chị. Chị nào chưa có áo khoác riêng chốt đi, em đang xả có 200 ngàn áo à. Dạ chất thun nha chị, chất thun hàng xịn nha, hàng cao cấp, thun cao cấp nha chị Huệ Châu. Có co giãn nha, bộ nào có co giãn em nói co giãn cho mấy chị biết đường mà chốt. Rồi chị nào chốt màu xanh bình luận số 2 là 60 kg nha mọi người, có co giãn nên mấy chị yên tâm. Chị nào mà lỡ ốm chốt hay là gà mập lên chốt cũng không có vấn đề, tại vì nó có co giãn. Số 2 là 60 kg đủ lại vừa nha. Màu xanh 165, mẫu là đẹp mà hàng chất lượng nha mấy chị. Số 3 em còn màu xanh nè. Số 2, số 3 em có màu xanh. Màu xanh này là 65 dừa, chốt vì bình luận. Số 3 là 65 dừa. Chị nào chốt số 3 bình luận. Cái mẫu này đẹp lắm, xuất sắc. Rồi chị nào chốt khoác không? Khoác là 200 ngàn giá xả nha mấy chị. Giá sale á, khoác ngắn, khoác dài. Khoác ngắn, khoác dài. Dạ chừng nào em lên em nói sắc nách thì chị chốt sắc nách. Giờ em bóc cái gì trúng cái gì em lên đó. Cứ bộ nào em cầm lên tay rồi em nói số ký giá tiền luôn nha mọi người. Số 3. Số 3 màu tím chốt bình luận. Chừng nào em lên sắc nách thì mấy chị thích thì chốt. Giờ em đang lên có tay. Số 3 màu tím là chốt 65 kg vừa nha. Màu xanh màu tím em có số 3. Rồi màu đỏ nè. 165, 165. Số 3, số 3. Màu đỏ chốt bình luận. Màu đỏ này cũng 165 luôn mấy chị. Màu đỏ ai thích đỏ bình luận. Đỏ số 3 nha, 65 vừa. Chốt bình luận 165. Mẫu 170 em có mà chấm bi. Rồi em có bông beo. Nha chị gái nào chốt bình luận. Mẫu này là 75 đổi lại vừa màu hồng. Màu hồng này 75 đổi lại vừa. Chốt giùm em xả 190. Hàng này 200 mấy em còn bộ hai bộ xả mấy chị 190 nha. Màu hồng này là 75 kg đổi lại vừa. Số 4. Số 4 màu hồng ai chốt bình luận 190 ngàn. 190 ngàn chốt bình luận. Áo khoác không mấy chị? Áo khoác là form dài hay form ngắn mấy chị chứ chốt giùm em là 200 ngàn giá xả. Form dài này 70 kg đổ lại, form ngắn là 65 đổ lại dừa. 50-65. 50-65 là form ngắn, form dài này 300 ngàn em đang xả 200 nha. Chị gái nào chốt thì bình luận. Mặc lên đẹp lắm. Áo form dài có nón nha mọi người. Chất liệu là xịn sò, chị nào chốt thì bình luận giá em xả 200 ngàn.
áo phông dài mặc rất là lịch sự, mặc lạnh mặc nắng gì cũng được nha, chốt về bình luận. Áo này dùm em 200.000, khoác phông dài, phông dài, phông dài phông ngắn gì em cũng có nha. Áo bà ba làm combo 200.000, chị nào chốt bà ba bình luận. Bà ba là 75kg đổ lại em có hàng. Rồi bộ bộ này, áo này là áo lẻ nha, màu nâu 130k. Màu nâu này 75kg vừa 130k. Ai chốt bà ba bình luận em lên. Bà ba 90.000 một cái. Bà ba 90.000 một cái nha. Chị nào chốt thì bình luận. Nếu chốt combo là 3 cái 200. 75kg đổ về em có hàng. Áo lẻ này chốt bình luận. Áo khoác chịu hình thủy ok. Form dài đúng không chị? Ok chị Huỳnh Thủy nè. Phát bỏ 200k nè, phát. Huỳnh Thủy ok. Rồi chị nào chốt áo khoác nữa bình luận. Áo này dùm em là 75kg vừa nha. Màu nâu, màu nâu 130 giá xả. Rồi chị nào chốt áo khoác nữa bình luận. Phông ngắn hay là phông dài? Phông ngắn là 50-60kg, 50-60kg rồi 65kg tùy nha. Chị nào chốt phông ngắn phông dài, em bán áo khoác là phông ngắn phông dài, còn cái hình á, còn cái hình trên áo là em không có tính, tại vì hình trên áo mỗi hình mỗi khác, mỗi hình mỗi khác nhau nha. Khoác phông ngắn khoác phông dài giá 200 là giá sale nha mọi người. Chị nào chốt thì bình luận phông ngắn phông dài gì mấy chị chốt bình luận. 200.000 là giá sale nha, em còn ít sale. Phông là 65 đổ lại dừa. Chị nào chốt phông ngắn bình luận. 530 Phượng Trần ok. Ủa Phượng Trần coi có đơn nào đằng kia hả? Không biết phải số điện thoại này không. Có Phượng Trần không nghe máy kìa. Đâu đồng đang đây nè. Đây nè, Thi nó để riêng góc nè. Phượng Trần á. Có một Phượng Trần không nghe máy. Phải số điện thoại này không? Ok chị Phương Trần nha. Có chốt. Chốt áo khoác dài. Ok. Bình luận giá An Nguyên áo khoác phông dài. Ok. Hai cái ok cho chị An Nguyên. Chị Nhung Phượng. Ok chị Phượng Trần rồi nha, chốt thêm gì nữa em? Áo phông dài ok, em bán cái áo khoác phông dài hoặc phông ngắn, còn bông trên áo là tùy hình nha. Lấy cây phông dài lại đây phát. Ok chị gái An Nguyên là hai khoác phông dài là giá 200.000 nè. Rồi chị Nhung Phượng nè. Phông dài ok, 200 giá sale nha mọi người. Ok chị gái nha. An Nguyên hai cái, Nhung Phượng một cái nè, đem nguyên cây lại đây. Rồi chị nào chốt khoác thì bình luận phông dài hoặc phông ngắn giùm em nha, giá sale là 200.000. Áo khoác phông ngắn là em còn size nhỏ từ 65 đổ lại, còn áo phông dài 70kg đổ lại vừa nha. Phông ngắn phông dài mấy chị chốt giùm em. Đẹp dữ lắm em nói thiệt luôn, 65. Nguyễn Tơ ok. Nguyễn Tơ lấy cái gì ta? Chị Lệ Hoa nghe máy giùm em nha, em gửi đơn chị gọi nha, chờ nhận giùm em. Nguyễn Tơ 65kg ngắn. Ngắn hả chị Nguyễn Tơ? Nguyễn Tơ nè, phiếu nè, sống lấy. Lệ Hoa nghe máy nhận hàng giùm em nha. Nguyễn Tơ phông ngắn đúng không? Ok chị Nguyễn Tơ. Rồi chị Nhung Phượng có rồi nha. Áo khoác dài. Lệ Hoa phông dài ok. Lệ Hoa nè nè nè, lấy bịch lại giùm cái. Lệ Hoa bấm cái Lệ Hoa nữa. Phông dài là 200, phông ngắn cũng 200 nha mọi người. Ngày em qua đơn chị em gửi rồi nha, đơn này đi sao? Tại em liên hệ không được, em gửi luôn. 200k chốt bình luận. Chị Nguyễn Tơ ok rồi nha, ai chốt ngắn dài gì bình luận luôn giùm em. Quá trời đẹp luôn nha, dài để mặc thử cái dài. Cái hoa trên áo là em không tính màu nha mấy chị. Tại vì có cái là hoa màu vàng, có cái hoa màu kem. Cho nên là em tính cái áo không có chọn màu hoa. Có cái thì trên đây nó thêu màu kem.
Có cái thì nó thêu màu trắng, có cái nó thêu màu vàng. Nhưng mà em tính cái áo form dài hoặc form ngắn nha mọi người. Cái form là rất là chuẩn nha mọi người, 70kg đổ lại là mấy chị chốt form dài được. Chị nào 65 đổ lại thì chốt form ngắn. Giá 300 em đang xả có 200 ngàn, mấy chị tranh thủ chốt nha. Không có số lượng nhiều đâu mọi người ơi, số lượng ít thôi nha mấy chị, tranh thủ chốt đặng có cái mùa lạnh này mình mặc. Chốt bình luận nha. Áo 200 ngàn. Kéo ra mặc thử cái. Kéo giùm. Đây rồi, được rồi. Em mặc áo form dài mấy chị coi xuất sắc lắm luôn á, có 200 ngàn là giá sale nha. 70kg đổ lại áo sale. Có nón nha mấy chị, 70kg đổ lại nè, form dài. Form dài hoặc form ngắn chị nào chốt bình luận cứ 200 ngàn. Giá sale nha mấy chị. Chị nào chốt bà ba bình luận bà ba. Ai chốt phát bình luận nha. Cái quạt sao mà nó quạt ở đâu không kìa. Chỉnh lại cái. Form dài form ngắn gì mà. Cái chị kia là hai áo đó nha. Rồi ai chốt bình luận mấy chị đẹp ơi. Có 200 ngàn. Quá đỉnh luôn. Ai chốt bình luận giùm em. Ai chốt bình luận nha. Chị nào có đơn 150 trở lên thì em gọi chốt. Còn dưới 150 là bên em ít có không gọi nha. Bên em là đủ đơn 150. Chị nào chốt áo khoác bình luận. Form dài, form ngắn. Như vậy là có áo ha. Có nón mà mấy chị không thích nón tháo ra. Mấy chị đi nắng đội nón lại giùm em. Ok chị Dung Hạnh. Sáu mươi lăm ký ok. Dung Hạnh ok, áo ngắn nè. Nó có nhiều cái bông trên áo nha mấy chị. Như cái điện thoại. Em còn hai size, size 2, size 3. Em nghe nè chị. Em nghe. Hello. Dạ em nghe. Đó, chị mới chốt áo. Dạ rồi cái đơn kia là em gửi đi rồi, chị để ý giùm em ha. Dạ. Dạ áo khoác này là đi sao? Đơn áo khoác này là đi sao? Dạ biết rồi, thì đơn này là em gửi, em khỏi gọi chị. Còn đơn trước mấy cái áo kia là em gửi rồi. Dạ. Dạ dạ rồi rồi. Dạ dạ rồi. Quăng ra lệ hoa rồi khỏi gọi. 70kg vừa. 70kg đổ lại vừa nha chị Nguyễn Nhàn. Chị muốn chốt form ngắn là 65 đổ lại. Form ngắn có 65 đổ lại nha. Co giãn nha. Jean. Jean co giãn. Co giãn nha. Có co giãn nè mấy chị. Co giãn. Co giãn theo cái chất jean chứ không phải co giãn theo chất thun nha. Chị nào chốt thì bình luận 75kg không vừa. Em đang mặc form ngắn nè. Form ngắn. Form ngắn là nó trên cái áo này nó có nhiều nhiều hình khác nhau. Nhưng mà em tính cái áo form ngắn hoặc form dài mấy chị, không có lựa hình. Lựa hình là em lựa không có được. Em bóc trúng cái form ngắn thì mấy chị chốt bình luận thảy ra. Không có lựa hình. Rồi chốt form dài hoặc form ngắn bình luận. Form dài cũng 200. Mấy chị chốt người cái form dài cái form ngắn về có thay đổi mấy chị. Form dài form ngắn gì cũng đỉnh hết trơn á. Form ngắn form dài chốt bình luận. Form ngắn á là tại em còn có 3 số 3, 3X trở lại à. Còn form dài là 70kg vừa nha. Nè. Form ngắn. Nó có nhiều cái hình khác nhau nhưng mà cái form rất là chuẩn nha mấy chị. Form rất là chuẩn, chị nào chốt thì bình luận. Giả sử như mấy chị mua 3 4 cái, 2 3 cái gì thì em lấy khác. Hai cái form ngắn hay là ba cái form ngắn gì thì em lấy khác khác hình à. Còn chốt một cái là em cứ quăng đại ra nha. Chốt ba cái, hai cái gì em lấy khác hình cho mấy chị. Khác hình hoa thiêu là được. Màu form dài. Ok chị Hoa Vân Hoa Mai form dài. À, Lê Loan form dài rồi lấy khác. Ok, Lê Loan với Lê Loan với Vân Hoa Mai. Chốt bình luận.
Dung Hạnh lấy phơm dày. Bỏ phơm ngắn ra Dung Hạnh. Ok chị Dung Hạnh lấy phơm dày. Rồi phơm ngắn là 65 đổ lại, phơm dày 75. À, phơm dày 70 kg đổ lại. Rồi chị nào chốt bình luận em đổi cho chị Dung Hạnh rồi. Chốt đi mấy chị. Em lấy cái đăng mặt. Đăng mặt phơm ngắn bình luận giùm em. Bình luận giùm em phơm ngắn đi chị Ngô Kim Huệ. Chốt giùm em 200 ngàn. Phơm ngắn chốt vậy giùm em. Phơm ngắn số điện thoại. Phơm ngắn số điện thoại số tiền luôn nha. Phơm ngắn số điện thoại số tiền. Chốt bình luận mấy chị đẹp ơi. Phơm ngắn 200 ngàn số điện thoại. Không có cái số tiền là em không có chốt. À, một cái khoác anh Nguyễn chốt giùm em là dài hay là ngắn. Giá là 200k, dài hay ngắn gì cũng 200. Anh Nguyễn không có để cái form ha. Ngô Kim Huệ ok. 200k. Ngô Kim Huệ. Số ký là 65 đổ lại. Là form ngắn, form dài là 70 kg đổ lại nha. Chị chốt bình luận giùm em cái form nha chị. Anh Nguyễn ơi. Anh Nguyễn form ngắn, form dài chốt bình luận. Phơm dài hay phơm ngắn gì mấy chị cũng sang cũng xịn nha, chốt bình luận. Đẹp dữ lắm đẹp. Phơm ngắn, phơm dài. Phơm ngắn nè. Đẹp lắm mấy chị gái chốt thì bình luận nha. Phơm ngắn em có 2-3 cái hình trên áo. Cái phơm thì chuẩn lắm luôn. Nhưng mà cái hình thiêu là em không có tính nha. Em bán cái áo em không có bán cái hoa nha. Áo khoác jean phơm dài 75 kg không vừa. 70 kg đổ lại. Em bán cái áo ha, áo phơm dài hoặc áo phơm ngắn, em không có bán cái màu trên áo nha. Em không có bán cái màu trên áo nha mấy chị. Chốt phơm dài thì để phơm dài, phơm ngắn thì để phơm ngắn. Ai chốt thì cho em số tiền là 200 ngàn. Phơm ngắn ok chị Anh Nguyễn nè. Em bán cái áo là 200 ngàn mấy chị. Phơm dài hoặc phơm ngắn kèm số điện thoại giùm em. 200 ngàn là giá xả, giá sale sập sàn, 300 xả 200 nha mấy chị. Chốt bình luận. Chốt bình luận nha. Ngắn đang mặt. 65 kg nãy em chốt cho chị rồi, em không biết mẫu gì nha. Em không có biết là cái bông, cái em không có tính cái bông trên áo nha. Em tính phông ngắn hoặc phông dài. Phơm ngắn hoặc phơm dài giống nhau hết á, nhưng mà cái nó thêu màu vàng, cái thêu màu trắng nha mấy chị. Quá đẹp luôn, quá đẹp luôn. Nó có 2-3 mẫu khác nhau, em tính là phơm ngắn hoặc phơm dài nha mọi người. Áo em có size là số 2, số 3. Chị nào 50 kg á, 50 kg trở lên, 55-60 kg chốt giùm em. 65 đổ lại vừa đó mấy chị. 65 thì em lấy size số 3 nha. 65 là size số 3. Chị nào 50 kg hay 55 kg gì em lấy số 2. Em còn 2 size nha, số 2, số 3. Nhưng mà em chốt là phơm dài, phơm ngắn rồi mấy chị. Chốt bình luận giùm em, đừng có lựa cái bông trên áo. Lựa bông trên áo em làm không có được. Áo giá xả rồi mấy chị. Phơm thì rất là đẹp. Hàng chuẩn luôn nha. Hàng chuẩn 300, em đang xả 200. Mấy chị cứ chốt dài hoặc ngắn giùm em. Em không có lựa cái bông được nha mấy chị gái. Cứ trong bịch em thảy ra. Lựa cái bông là nó sẽ bị rối hàng nha mấy chị. Chốt bình luận, chốt bình luận. Chị nào chốt phơm ngắn phơm dài bình luận giùm em. Trang chủ một cô. Em đâu có lên đồ bộ chị gái. Nguyễn Thị gái em không có lên đồ bộ nha. Bỏ cái Nguyễn Tơ ra. Nguyễn Thị gái nãy giờ em chưa lên đồ bộ. Phơm dài 64 kg ok. Nguyễn Thị gái. Cái này áo lẻ nha. Áo này áo khoác nha chị gái. Chút nữa chị Nguyễn Tơ thấy em cầm cái nào chị chốt giùm em nha. Cái của chị em bỏ rồi. Phơm dài ok Nguyễn Thị gái nè. 200k. Chị nào chốt phơm dài phơm ngắn thì bình luận giùm em nha.
chị Nguyễn Tơ nè. Em bỏ ra rồi chừng nào cái nào vừa ý chị chốt lại giùm em nha. Vừa ý thì chị chốt lại giùm em. Phơm dài 70 kg đổ lại, phơm ngắn 60-65. Phơm ngắn là 50-65. Áo khoác 2, phơm dài 1, phơm ngắn, tổng cộng 3 cái đúng không? Nha, nha chị Anh Nguyễn. Ok, 2 phơm dài 1 phơm ngắn. 2 cái dài 1 cái ngắn, ok chị Anh Nguyễn nè. Đúng không? 2 cái dài 1 cái ngắn đúng, tổng cộng là 3 cái đúng không chị gái? Anh Nguyễn ok nè. Coi anh Nguyễn nãy mình chốt cái gì trước. 2 cái dài 1 cái ngắn đúng không chị? Ok, 2 cái dài 1 cái ngắn lựa cho đủ đi. Ok chị gái nha. Hả? 2 cái dài 1 cái ngắn. Ừ. 2 cái dài 1 cái ngắn coi có lấy đủ chưa cho anh Nguyễn á. 2 cái ngắn nhỉ, coi 2 cái dài. Rồi lấy đi. Thì lấy sao đủ thì thôi. 2 cái. Dư 2. Hai cái dài 1 cái ngắn ok. 2 cái gì? Đúng không? Chị một cái dài một cái ngắn. Dạ. À, chị Nguyễn Thị Gái một cái dài 1 cái ngắn ok. Một cái dài 1 cái ngắn nha. Chị Nguyễn Thị Gái. Ok. Nguyễn Thị Gái chốt một cái dài 1 cái ngắn rồi nha. Rồi chị gái nào chốt bình luận. Phơm ngắn là em còn size 2, size 3 cho nên mấy chị chốt bình luận giùm em số ký. Nếu mà mấy chị có 50 kg hoặc 55 kg thì em lấy size nhỏ hơn nha, 65 đổ lại thì em có. Nhưng mà hả mấy chị bình luận cái phơm ngắn là em có 2 size. Phơm dài là 70 kg vừa được hết. Phơm dài là 70 kg được hết. Phơm ngắn nè mấy chị, phơm ngắn, phơm dài nhưng mà cái hình ở trên áo là khác nhau nha. Phơm ngắn hình trên áo em có mấy mẫu lần. Em cứ đưa lên chị nào mà ưng thì chốt giùm em. Phơm ngắn là 50-65. Còn phơm dài. Phơm dài là 70 kg đổ lại mấy chị chốt được. Phơm dài em có size lớn nha mấy chị. Chị nào chốt nữa bình luận một áo là 200.000. Một áo phơm ngắn 67 kg, phơm ngắn 65 kg nha. Sáu mươi lăm ký đổ lại chị, em có size 3 thôi à chị Lan Quỳnh. 67 kg là chị mặc không có thoải mái đâu nha. Ok chị, cái áo này cho chị. Cái này có cái size 2 à, 65 kg để em. 65 kg là phải size 3 lận chị Nguyễn Tân. Áo này có size 2 thôi nha. Chị có chốt size 2 thì nó ôm chút. Một cái phơm dài, cái phơm ngắn hồi nãy em chốt chị Nguyễn Thị Gái rồi. Phơm dài 70, cái này nhỏ nha chị. Không vừa nha chị Nguyễn Tơ, chị chốt cái phơm 65 kg là em lấy số 3 nhưng mà cái đó không có số 3. Một cái phơm dài cho chị đẹp nè. Cho chị gì? Lan Quỳnh. Lan Quỳnh ok. Chị Nguyễn Tơ chốt cái khác đi, cái đó em mặc vô không có vừa, chị 65 kg chị không vừa đâu. Tại size số 2, 65 không vừa. Cái nào mà size số 3 thì chị gái 65 vừa nha. Ok chị Lan Quỳnh rồi. Cái nào size số 3 thì mấy chị 65 vừa. Size số 2 có 60 kg đổ lại à mấy chị. Em còn 2 size, size 2, size 3. Còn phơm dài là bao vừa. Phơm dài là 65, 67, 70 kg bao vừa. Rồi chị gái nào chốt bình luận cứ 65 đổ lại. Tại vì em 67, em 66, 67 kg em đang mặc nó hơi ôm. Mấy chị chốt 65 là vừa nha. Đây. Chị nào mà áo em đang mặc như vậy nè, mấy chị thích mặc ôm giống em thì mấy chị chốt. Em hiện tại là 66, 67 kg nha. Đó chị nào chốt. Nếu mà thích mặc ôm giống như em đang mặc. Dạ. Chút xíu em gọi, từ sáng giờ em cũng có gọi một số khách rồi. Còn một số em chưa gọi kịp á. Chút xíu em gọi nha chị Lan Quỳnh. Chút xíu có người gọi. Rồi chị nào chốt phơm dài và phơm ngắn. Phơm ngắn là 65 đổ lại, phơm dài là 70 đổ lại. Áo này có co giãn nha mọi người. Đó, áo phơm ngắn nè. Phơm ngắn này mặc là nếu mà gài lại thì nó hơi ôm chút. Nhưng mà phơm ngắn mấy chị mặc đừng có
đừng có cài nút nó mới đẹp nha mấy chị. Bông ngắn khỏi cài nút, cứ để về cho nó đẹp. Dạ chút xíu có người gọi cho chị, mấy chị nha, mấy chị ngồi sáng giờ chưa có nghe điện thoại là nhớ chút em gọi, chút có người gọi. Rồi chị nào chốt phom dài phom ngắn bình luận 200.000 là giá sale giá xả mấy chị, tranh thủ tranh thủ nha, tranh thủ tranh thủ. Phom dài phom ngắn gì cũng đỉnh hết trơn mọi người ơi, một cái phom dài một cái phom ngắn mặt thay đổi nha mấy chị, 200.000 là giá xả rồi, giá sale rồi. Chị nào chốt bình luận lấy cho chị hai cái. Rồi ok chị Nguyễn thì gái hai cái phom dài, đổi ra cái phom ngắn. Đổi phom ngắn. Ok chị hai cái phom dài. Hello, Nguyễn thị gái. Rồi rồi rồi, rồi ngừng lại rồi rồi, nhiêu tiền? Nhiêu tiền? Rồi 280 là lấy giùm đi ta. Phan để em đọc tin cái nha. Lấy một phom dài 70kg nè, Lan Quỳnh à, dồn đơn nè, rồi áo đang cầm 65kg nè, áo đang cầm. Đừng có để đang cầm chị gái ơi, em cứ cầm rồi em bỏ xuống ghiếc à. Áo phom dài hoặc phom ngắn giùm em nha, đừng có để đang cầm em lấy lộn. Em mà nghe điện thoại cái em bị ấy rồi, rồi em làm lại nè. Lấy cho. $200 nha. Bán áo phông dài cho Nguyễn Thúy nè. Lấy hai cây vô phát. Phông dài. Nguyễn Thúy. Bán áo phông dài. Nguyễn Thúy ok nha. Cái này nó ra đơn không được nữa rồi mấy chị ơi, chờ em chút xíu. In đơn nó không lên nữa rồi. Form dài là 70kg đủ lại dừa. Ngày qua em gọi chốt chị Thằng Nguyễn Thu Nguyệt không nghe máy. Ngày qua em gọi chốt chị chưa nghe máy nha. Hay sao quá để em coi. Chị chốt lại giùm em Bi Hồng nhiêu ký nha. Hay là có mấy đơn em chưa gọi. Có mấy đơn em chưa gọi xong nha chị Thu Nguyệt. Biên Hồng sai số mấy chị gái. Chúc em nếu mà chưa có thì em lấy cho chị. Có nút. Chị Nguyễn Trang, chị bình luận giùm em phom dài hay phom ngắn nha. Chị Nguyễn Trang bình luận giùm phom dài hoặc phom ngắn nha chị. Chị 10, Út 10 nè, 63kg phom ngắn. Út 10 ha, Út 10 có phom ngắn. Út 10 có phom ngắn nè. Nguyễn Trang 56kg phom ngắn ha. Nguyễn Trang có nè. Phom ngắn đúng không chị? Nè bỏ vô cái Nguyễn Trang. Út 10 có nha. Út 10 có. Phom ngắn. Út 10 có phom ngắn nè, Nguyễn Trang không có để phom dài phom ngắn. Đọc theo cái đó giùm. Bi Hồng 65kg giá 170 ok chị gái. Nguyễn Trang. Nguyễn Trang nè. Phom ngắn để em lấy cho chị nha, tại vì cái size á em không còn đủ size rồi, cái này số 3 cho chị Nguyễn Tơ. Số 3 cho chị Nguyễn Tơ nè, tại vì 65 đổ lại nha. Út 10 á, lấy phiếu chưa? Út 10 với Nguyễn Trang. Phom ngắn cho chị Nguyễn Trang rồi. 70kg ok chị Đỗ Thị Hoa. Ok chị Đỗ Thị Hoa. Gọi lại nha, chúc có người gọi cho chị Nguyễn Thị Nguyệt nè.
Nguyễn Thị Thu Nguyệt 200.000 nha chị Thúy Nguyễn. Lại đằng kia cái đơn coi có cái biên hồng nào của chị Nguyễn Thị Nguyệt không? Nguyễn Thị Thu Nguyệt á. Biên hồng số 3 coi có chưa, không có thì kêu bà chốt lại. Phơm dài bình luận giùm em 200. 200 nha chị Thúy Nguyễn. Gái Phạm không có số điện thoại nè. Bình luận số điện thoại với giá tiền luôn mà em nha. Bây giờ bi hồng của chị không có, để lấy bi cam thì có nha chị gái. Chị Thu Nguyệt ơi, bi cam với bi trắng em còn, bi hồng em không có, chắc là không có nên là không chốt cho chị nha. Em còn bi cam với bi trắng 65kg số 3 nè. Số 2 thì em còn, số 2 em còn mấy màu bi, còn số 3 65kg đủ lại. Em còn bi cam với bi trắng, chốt thì bình luận lại em. Em mặc lên phơm dài chị coi. Dạ em mặc lên liền. Chốt bình luận số điện thoại mới có hàng nha mấy chị. Không có số điện thoại em không có chốt hàng nha mấy chị khách mới. Nhớ chốt là 200k số điện thoại giùm em. Form dài, form ngắn. Mấy chị chốt form dài thì để form dài 200k số điện thoại mới đi đơn được nha. Mới có chốt đơn được nha. Dạ ok chị Nguyễn Thu Nguyệt. Cam nha. Em còn đi cam với đi trắng là số 3, 170 bộ. Rồi cái này chút xíu em gửi luôn hay là em gọi chị gái. Chị Thu Nguyệt nhớ để ý nhận hàng giùm em nha. Rồi chị gái nào chốt em mặc lên cho mấy chị xem. Em có hai cái màu thêu trên cổ, một cái là bi, một cái là thêu vàng, cái thêu trắng ấy mấy chị. Nên là em chốt phơm dài hoặc phơm ngắn, em không có tính cái màu thêu trên cổ nha. Em không có tính màu thêu trên cổ nha mọi người. Cứ phơm dài hoặc phơm ngắn 70kg. Phơm dài là 70kg đủ lại, phơm ngắn là 65kg. Phơm dài là có nón, mấy chị không thích nón tháo ra. Phơm ngắn thì không có nón nha mọi người. 70kg đủ lại là chốt phơm dài nha mấy chị. 200.000 là giá sale quá mấy chị, tranh thủ chốt đi, em không có nhiều hàng. Hàng sale rồi là không có nhiều hàng đâu nha mọi người. Hàng lên là 300.000, hàng sale có 200.000 còn ít thôi. Số lượng rất là ít, mấy chị tranh thủ chốt mỗi người một cái đi mấy chị. Một cái phơm dạng, cái phơm ngắn đi đơn ha. Đẹp đỉnh lắm luôn, chứ để mai mốt mấy chị mua rồi, mấy chị vô mua nữa là hết hàng mấy chị. Mua liền tay hai cái đang để dành mặt mấy chị gái đẹp ơi. Áo phơm dài là 70kg đủ lại vừa. Phơm ngắn thì 65 đủ lại vừa. Hồi nãy em không biết chốt cái gì cho chị gái nha. Hồi nãy chị có một cái rồi. Em có mấy cái màu hoa trên cổ này là khác nhau. Nếu mà mấy chị chốt theo cái màu theo ý mấy chị là em không có chốt được, em không có thời gian. Hàng sale rồi mấy chị, phơm dài hoặc phơm ngắn. Em không có thời gian để lựa, hoặc là lựa bông, lựa in gì đâu ha. Em không có thời gian để lựa in. Chị nhận được rồi, áo phơm dài đẹp lắm. Ôi Nguyễn Dung mới đây là nhận được rồi hả? Em mới like chị hôm qua là chị nhận rồi hả? Dạ em cảm ơn chị Nguyễn Dung. Chị nhận được rồi, áo phơm dài đẹp lắm, cho chị thêm phơm dài 70kg. Khi nào chốt thì cho chị. Bây giờ em có cái ngày, em có cái hình này, màu bông vàng với cái màu bông kem thôi nha. Ngày hôm qua chị chốt bông vàng hay là bông kem chị Nguyễn Dung? Mặt đẹp đỉnh xuất sắc. Hồi nãy em hình như em thấy chị có một cái bộ đồ hay gì á chị. Chút xíu em gọi chốt luôn nha. Tại vì bông màu vàng với bông màu trắng. Nếu mấy chị không có thích nón thì mấy chị tháo ra có dây kéo nha. Em có mà ít cái bông màu trắng này lắm, còn nhiều là bông màu vàng trên cổ thôi nha. Ngày hôm qua chị nhận là bông màu vàng hay bông màu trắng. Chị nào chốt thì bình luận. Lấy em hai cái phơm dài. Ok chị gái Phạm, hai cái phơm dài nè. Hai cái phơm dài là em hay lấy hai cái bông khác nhau nha. Ok chị gái Phạm. Hai trăm ngàn bỏ vô cái Phạm nè. Ok chị Liễu Ngọc. Liễu Ngọc ok.
cho chị xem bông vàng. Vậy là ngày hôm qua chị không phải nhận cái bông màu vàng đúng không? Số lượng ít nha mấy chị. Này bông cá, lấy cây nữa đi Phát, lấy cây phơm dài lại đây. Hết phơm dài hả? Còn trong bao coi còn không? Rồi số lượng không có nhiều nha mấy chị, để em coi còn không em mới chốt. Phơm dài trần thọ ok. Rồi còn có 1-2 cái mấy chị. Ok chị trần thọ. Bông vàng giờ em chưa thấy, từ từ nha. Em coi còn không, tại hôm qua em like cũng nhiều rồi nên không biết còn không nha. Gái Phạm thì có hàng rồi nè. Chị gì mà nhắn cái gì em không có đọc được nha. 200 ngàn mấy chị chốt thì bình luận giá giùm em. Bông màu vàng Đỗ Thị Hoa hồi nãy em có chốt cho chị rồi mà. Hồi nãy em có chốt cho Đỗ Thị Hoa rồi nha. Đúng không? Coi Đỗ Thị Hoa có chưa để hết hàng. Bây giờ em không còn nhiều đâu mấy chị, gắng tranh thủ nha. Chị Đỗ Thị Hoa có rồi, chốt cho mình một cái phơm dài. Ok. Nguyễn Thúy ok. Rồi phơm dài coi còn stock của ai không nghe máy đem lại bán luôn. Nguyễn Thúy ok. Có nhiều chị để chốt thêm á, đừng có giục của người ta ra nha. Coi đằng kia còn sót cái nào. Phơm dài 200 ngàn mọi người ơi, ai chốt bình luận. Nguyễn Dung nãy chốt cho chị một cái bông vàng, để em coi còn bông vàng em chốt. Một áo phơm dài. Nãy chị Út 10 có hàng rồi. Phơm dài thêm nữa đúng không chị Út 10? Để em coi còn không em mới dám ok nha. Ok ok chị Út 10, nãy chị chốt phơm ngắn giờ thêm phơm dài nè. Chị Nguyễn Thị Dung để em coi coi có ai chưa nghe điện thoại em chốt cho chị ha. Đẹp lắm nha, phơm ngắn em còn nhiều, rất là nhiều phơm ngắn. Phơm ngắn em còn rất là nhiều. Nè cầm cái phiếu đi rồi. Rồi bây giờ em lên phơm ngắn. Không lẽ hết luôn hả? Hết rồi, em chưa có ok đâu nha. Chừng nào mà chút xíu nữa em xuống em gọi, mà khách nào mà không lấy thì em chốt cho mấy chị mà em chưa ok nha. Lấy một cái quát riêng. Phơm dài em chưa có ok cho mấy chị sau này nha. Chị phơm dài Nguyễn Dung ok. Chị Nguyễn Dung nè, chút em tìm cái nào mà người ta không nghe máy em chốt cho chị Út 10 với chị Nguyễn Dung ha. Giờ em lên phơm ngắn. Tại vì có một số khách đó là chưa có nghe máy là em xả ra em chốt cho mấy chị gái yêu. Rồi phơm ngắn mấy chị gái ơi. Số lượng rất là ít nha mấy chị. Phơm ngắn 200k. Chị nào mà chưa chốt được á thì để em coi ai xả em chốt. Rồi phơm ngắn, phơm ngắn 200, phơm ngắn 200, 65 đổ lại dừa. 65 đổ lại chị nào chốt bình luận. Hình thể từ từ em coi còn em mới dám chốt nha. Chị ơi hồi nãy chị có chốt cái gì rồi đó chị Huỳnh Thủy? Em cứ để đây, nếu mà chị nào mà xả hàng thì em bỏ ra cho mấy chị gái sau nè. Em in phiếu em để, chừng nào mà có chị nào không nghe máy em để cho mấy chị nha. In phiếu để sẵn nè. Rồi bây giờ ai chốt phơm ngắn nữa là em còn. Chị nào chốt phơm ngắn ủng hộ em thì chốt nha. Chị nào chốt phơm ngắn nữa bình luận em lên em ấy cho mấy chị. Chị nào hồi nãy em ok rồi là có hàng, còn em chưa ok là em để chốt sau. Nếu chị nào mà không có nghe máy là em gọi cho mấy chị gái chốt sau nha. Rồi phơm ngắn 200, phơm ngắn 200, 65 đổ lại dừa. Còn trong bao có khui ra chưa? Quần riêng luôn hả? Phơm ngắn giùm em nha mọi người, 200 ngàn. Phơm ngắn 200.
Bây giờ em còn phơm ngắn, chị nào ủng hộ giùm em không? Phơm ngắn 65kg nha. 65 đổ về, 50kg trở lên. Tại em có size 2 với size 3. Chị nào 50-55kg em lấy size 2. Size 3 là chốt giùm em, 65 đổ lại vừa. Phơm dài em hết nha chị Phạm Linh. Bây giờ em trước mắt là hết, nhưng mà em vẫn nhận đơn, khi nào mà chị nào xả thì em chốt. Nhưng mà chị Phạm Linh chưa có số điện thoại nè. Chị nào mà xả hoặc là không nghe máy thì em chốt cho mấy chị chốt sau. Và phơm ngắn 200 nè mọi người, chị nào chốt bình luận. 65 đổ lại là bao dừa. Chị nào mà có số điện thoại để lại á, em còn sót lại thì em chốt cho. Còn giờ em chưa có ok nha. Rồi chị nào chốt phơm ngắn. Phơm ngắn, phơm dài em hết, phơm ngắn là 200. Chị nào chốt bình luận nha. Cái thêu trên áo là khác hình, khác bông, nhưng mà em tính là giá 200 ngàn hết đều luôn. Cứ phơm ngắn hoặc là phơm dài là mấy chị có đơn. Quên, phơm ngắn hết, phơm dài cứ giới thiệu hoài, quen miệng. 65 đổ về nha. 65 đổ về chốt. Phơm ngắn còn nhiều, mấy chị ủng hộ em. Có 200k áo đang xả, giá xả mới có giá này nha mấy chị. 300 xả 200. Đẹp lắm luôn. Chị nào mà 50, 55, 60kg gì em chốt cái xe nhỏ cho. 55 đổ lại em chốt xe 2. Chị nào 65 đổ lại em chốt số 3 cho mấy chị. Chốt bình luận. Chốt bình luận mấy chị đẹp ơi. Phơm ngắn giùm em ha. Rồi chị nào lên đồ bộ, em lên đồ bộ cho mấy chị đẹp nha. Mấy cái này để chốt, có áo phơm dài thì chốt cái này khác nè. Để đâu mà dễ nhớ, để không có hàng. Rồi chị nào chốt phơm ngắn nữa ủng hộ em. Áo phơm dài em chỉ ghi nhận thôi nha. Chừng nào có chị nào xả thì em mới chốt nha chị My Lam. Mấy chị mà em chưa có ok chắc chắn á, chị nào có xả thì em mới chốt cho được. Phơm ngắn thì em còn bao la, chị gái nào chốt thì bình luận. Em chỉ giữ đây đi ha. Tại vì có nhiều người chốt xong rồi cũng lại xả ra, nên là em chốt trừ hao. Alo. Em ạ. Dạ. Em bên Xúc Đào Ngọc gọi chốt đơn á chị, phải Trinh Thái Tú không? Dạ, dạ phải chị. Đơn của chị em gửi luôn theo địa chỉ cũ nha. Dạ, mà chị chạy nó ra nè, chị gửi trên cái áo phép riêng ngắn mà hai cái tay và thiếu bông dạng dạng á chị. Dạ rồi, rồi vậy em gộp vô chung cái đơn nãy nha. Rồi. Nè. Trình Thái Tú. Cái đơn đẳng á, gộp vô đi. Chưa nghe máy sao gói. Gộp đi, Trình Thái Tú. Có. Khổng Lon ơi, em có size số 3, phơm ngắn này còn size số 3, số 2, số 3, phơm dài 200, phơm ngắn. Có gì? Phơm dài với phơm ngắn gì cũng 300 ngàn, em đang sale 200 nha chị gái Phạm Linh. Phơm ngắn 200, phơm dài 200. Cái phơm á là tại vì người này thích phơm dài, người kia thích phơm ngắn thôi nha. Chứ còn cái giá là em bán đều. Số 4 không có nha chị Khổng Lân. Giá là em bán đều như vậy, chị nào thích thì chốt. Giá nghiêm là 300, giá xả là 200, chị nào chốt thì chốt. Phơm ngắn còn nhiều nha mọi người, chị nào chốt bình luận. 65 đổ về là có phơm ngắn nè mấy chị. 200 ngàn. 65 đổ về. Vậy là chị gái Phạm thêm một cái đúng không? Chốt thêm thì bình luận giùm chốt thêm. Chứ chốt cái này xả cái kia là em không có chốt. Nha, chốt thêm thì bình luận. Tại vì em quăng ra rồi là một đống gì đó, rồi lựa qua lựa lại, xả tới xả lui là em không thích. Chốt thêm bình luận giùm em. Chị nào chốt bình luận. Phơm ngắn 200. Mỗi cái mỗi mẫu khác nhau. Mỗi một cái, có cái thì gầy nút, có cái thì dây kéo. Nhưng mà em bán là phơm ngắn 200 vậy đó. Cứ quăng ra là có hàng. Chị nào chốt bình luận ha. 65 đổ về.
áo thêu trên trên tay trên cổ khác nhau nha mấy chị nè, có cái thêu sau lưng có cái không thêu sau lưng, nhưng mà em tính chung xả đồng giá là 200 ngàn, xả đồng giá 200 ngàn, xả đồng giá 200 ngàn chốt bình luận. Ok, có Trịnh Thái Tú số 379 nãy có gọi này nè. Chị nào chốt bình luận. Ok, chị gái chốt thêm. Chốt cái này xả cái kia là em không thích, là em làm biến chốt lắm, nói thiệt. Form dài em không còn đâu nha chị. Form dài chị Hà bộ hai bùi em không có. Hết hàng rồi, em chỉ nhận có mấy đơn để chút nữa em chốt chút. Chốt sót lại á. Ghép phạm ok nè. Chốt sót lại thôi nha, chứ giờ em hứa cho mấy nhiều nhiều quá là nó không có đủ. Form ngắn em còn bao la, chị nào chốt thì em lên. Form ngắn nó có nhiều kiểu. Form ngắn nha, form ngắn 65 đủ lại là chốt. Áo lẻ nha mấy chị. Chị chốt form ngắn thì em lấy cho chị Huệ Nguyễn. Cái em đang mặc thay ra là em chốt cho chị gái Phạm rồi. 70-75kg vừa nha, chốt bình luận giùm em xả mấy chị 130 màu vàng. Hàng này 170 em đang xả 130 nè. Áo lẻ nha mấy chị. Em chốt 70kg. Chị nào chốt bình luận giùm em vàng 130. Ai chốt áo khoác thì bình luận giùm em form ngắn. Tại vì mỗi cái nó mỗi khác nhau, nó không có giống, ít giống nhau lắm. Em không có hứa. Form ngắn giùm em 200 là em lấy cho. Chị nào chốt thì bình luận. Áo nào cũng đẹp thiệt tình luôn nha. Form ngắn 55kg là chốt số 2. Chị nào 65kg thì về phải bình luận 65 để em chốt cho mấy chị sau số 3. Chị nào chốt thì bình luận. Áo nào cũng đẹp nha mấy chị. 200 ngàn. Còn áo vàng này em xả mấy chị 130 nè. Áo vàng xả 130. Áo bà ba bên em 90 ngàn. 90 ngàn một áo bà ba mấy chị. Chị nào chốt bà ba không? Bà ba là một combo 200 ngàn 3 áo. Chốt lẻ là 90 ngàn một áo. Áo bà ba nha. Áo đẹp lắm mấy chị gái ơi. Áo bà ba đẹp xuất sắc lắm luôn nha. Size số 2 này nè. Chị nào 55kg chốt nè. 65 thì đổ lại chốt số 3. Áo gì mà nó đẹp quá à. 55 đổ lại chốt số 2. Chị nào số 3 thì 65 đổ lại. Đó, em đang thử áo số 2 nè. Em 67kg nha. Em 67kg em thử nó hơi ôm chút. Chị gái nào chốt thì bình luận. Áo phơm ngắn em còn mấy chục cái nữa, mấy chị ủng hộ em. 200 ngàn. Rồi ai chốt nữa bình luận. Không chốt em qua hàng lẻ xả nha. Đẹp lắm mấy chị gái, không chốt tiếc nha. Áo đẹp dữ lắm. Hello. Chị chốt cho em cái áo jean mà ngắn á, em 65kg. Chị tên gì vậy? Em tên Hà, em mua dễ nhiều lắm mà em biết không. Còn tay em ngắn. Dạ, chị Hà đúng không? 65kg hả? Dạ. 65kg. Dạ. Lấy cái form số 3 ghi Hà giùm. Chị nào chốt nó bình luận nha. Ở đây có mà để coi có số 3 không. 2X không. Cây này 2X không. Chị gái nào chốt bình luận mấy chị gái đẹp ơi. Áo khoác. Khoác còn phơm ngắn thôi nha. Chị nào chốt áo khoác nữa bình luận giùm em mấy chị đẹp. Nè, ghi cái số điện thoại 019.
Chị nào chốt bình luận em lên mẫu nha mấy chị. Bi này em còn bi cam với bi trắng số 3, 65 dừa. Bi cam em còn 2-3 bộ, bi trắng em còn 1 bộ. Chị nào 65kg đổ lại chốt nha, 170k. Số 2 là 60kg đổ lại. Số 2 là em có bi đỏ, bi vàng. Bi đỏ, bi vàng, bi hồng, bi trắng. Số 2 là 60kg đổ lại. Mẫu này 170 nha mọi người. Mẫu này 170. Chị nào chốt bình luận. Một trăm bảy, 170. 65 đổ về. Em còn sai rồi, chị nào chốt áo lẻ em lên áo lẻ. Áo lẻ này em màu đen. Chốt giùm em là 120. 60kg đổ lại dừa. 60 đổ lại nha, mặt thì mới đẹp. Em cầm lên mấy chị không có thấy rõ. Rất là đỉnh luôn, hàng von ăn đông nha mấy chị. Màu đen chốt giùm em 120, 60kg dừa. Đồ bộ áo lẻ gì mấy chị chốt bình luận ha. Áo ghiên 200. Bi trắng ok chị Bảo Trần. Ok nha. 200 áo khoác nha. Bảo Trần Nguyễn nè. Bi trắng em còn bi cam, size số 3 là 65 dừa. Áo khoác 60kg có. 65 đổ lại có nha. Áo khoác là form ngắn. Em hết form dài nha chị gái, 65 đổ lại. Chốt giùm em là giá 200. Đồ bộ này 75kg đổ lại dừa. Màu môn này là giá 240. 75 đổ lại dừa nha. Không còn màu môn, màu da, màu hồng. Chốt áo khoác bình luận khoác. Khoác phom ngắn. Tại vì em đang bán là phom dài với phom ngắn, mà em hết phom dài rồi. Giờ chị nào chốt thì chốt phom ngắn giùm em ha. Áo khoác là 65 đổ lại dừa. 50kg trở lên. Em có xe 2, xe 3 mấy chị. 65 là em chốt mấy chị xe 3. Chị nào 65 đổ lại thì chốt. Áo khoác đẹp lắm, giá có 200 ngàn là giá xả nha. Áo khoác em có mấy mẫu lận, nhưng mà em không có bán theo cái mẫu theo trên áo. Em bán số ký nha. Em bán theo số ký nha. Chị nào chốt thì chốt 200 ngàn một áo. Áo này em xả rồi là em bán cứ đồng giá 200. Chốt bộ môn này 75 đổ lại dừa. 75 đổ lại dừa, giá 240. Mẫu này em còn là màu môn, màu hồng, màu da. Khoác 200, khoác 200 bình luận. Áo lẻ không mấy chị gái? Áo lẻ thì em có nhiều bao la luôn. Áo lẻ em xả. Chốt 120 áo màu vàng sơ mi nha, 60kg. Chị nào chốt áo bình luận. 60kg màu vàng 120 cổ sơ mi. Chốt bình luận mấy chị đẹp. Bình luận áo lẻ hay là đồ bộ mấy chị đẹp ơi? Áo khoác, áo lẻ, đồ bộ. Áo khoác chị Thái Hữu nè. Áo khoác 60kg đúng không? Lấy cái số 3 phát. Cái số này toàn là số 2, lấy số 3. Vàng 120 Yến Hoàng. Yến Hoàng ngày hôm qua có chốt áo khoác mà em gọi không nghe máy nè. Yến Hoàng ơi, chị chốt áo khoác á mà chị có nhận không? Để em xả em chốt cho người khác á chị gái. Tại em đang không có hàng, chị nào không nghe máy là em xả nha.
áo vàng, chị có bình luận là chốt không để em biết, em chốt cho cái người kế tiếp. Áo vàng lấy cái áo khác của Yến Hoàng coi, phải có lấy không, không lấy thì cho người kế tiếp. Cái đóng không nghe, số 55. Ngày qua chị có chốt cái áo khoác nè, chị có lấy không chị? Chị có lấy hả? Dạ rồi, ok. Tại vì mấy khách đang đợi em ok nè. Ok chị, chúc em gọi chị nhớ để ý nha. Áo khoác hay áo khoác 200 là còn form ngắn nha mọi người. Chị nào chốt được thì chốt form ngắn giùm em ha. Áo 60kg cho chị gái nào hồi nãy lấy chưa? Áo khoác 60kg, 65 đổ lại vừa. Áo khoác lấy cây số 3 lại đây, tại đây toàn là số 2 không à. Cho em cái số ký nha, tại em có hai size nha mấy chị. Mấy chị không cho số ký là em lấy nhiều khi nó về chị, mấy chị mặc nó ôm. Áo khoác là em bán theo áo, em không bán theo màu trên áo nha. Không có bán màu bông, không có bán cái thêu trên áo. Cho nên là mỗi một cái áo là mấy chị cho em số ký. Số ký là bao dừa, còn bông trên áo là khác. Bông trên áo là khác nhau nha. Có cái thêu vàng, cái thêu trắng. Bông trên áo là khác nhau, chị nào chốt được thì chốt. Khoác ngắn là 200. Chị nào mà chốt thì bình luận giùm em số ký. Có size 55 tới 50 tới 65, chốt thì bình luận ha. Khoác bình luận mấy chị, 200. Form dài em rất là hiếm nha mấy chị, form dài em hết rồi. Chị nào mà chốt được thì chốt giùm em áo ngắn nha. Nè. Chị nào chốt cho số ký. Lấy cho chị Trần Hồ Thái Hữu chưa? Thái Hữu ok, 60kg 200.000 nè. Thiên Bảo. Ok chị Thiên Bảo nè. Ok chị Thiên Bảo nè. Bỏ cái Thiên Bảo vô. Chị Trần Hữu ok ha. Ký làm chốt cho mấy chị xe 3. Chị Thiên Bảo chốt thêm không? Cái này hàng này lâu lâu mới có ha. Lâu lâu mới có hàng xả, hàng sale nha mấy chị. Chị nào chốt áo khoác nữa bình luận. Khoác 200, khoác 200. Đẹp lắm nha. Khoác ngắn 260 kg. Ok chị Nguyễn Thị Tuyết Lan. Lấy cái xe 3 lại đây một đống đi đừng thở mất công. Dưới chân toàn xe 2 không à. Lấy một cây xe 3 lại đây. Ok chị Tuyết Lan nha. Khoác là cái thêu trên đây khác nhau nha mấy chị. Nhiều khi em mặc mấy cái mẫu cái bông màu vàng, nhưng mà nó có màu trắng nữa nha mấy chị. Để em chốt cho mấy chị 200 ngàn mà mấy chị không chốt là tiếc dữ lắm. 300 đang xả có 200 mấy chị. Chốt bình luận nha. Bộ màu môn 240 chị Đỗ Thị Hoa số 4 nha. 240 là 70kg, 75kg dừa. Số 3 là 65kg đổ lại nha mọi người. Em có 65kg đổ lại thôi. Tuyết Lan có áo khoác nha. Áo khoác bên em chốt 65 đổ lại dừa. Chị có chốt màu môn hồi nãy em mặc lại lần nữa nha chị. Đỗ Thị Hoa số 4 là 75 đổ lại dừa. Em còn màu môn, màu da, màu hồng. Không biết nữa không? Để em coi cái mẫu này em còn gì nha. Môn. Màu môn 240 chị có chốt thì bình luận. 75 đổ lại số 4 nha. Mẫu này đẹp lắm 240. 75 đổ lại vừa nha số 4.
Có chốt rồi, ok chị Thiên Bảo rồi nha. Ok chị Thiên Bảo rồi, chốt thêm không chị? Chốt thêm vài cái đi chị. Xe số 2 là em có nhiều lắm, chị chốt ủng hộ em nha. Coi cái áo có thêu sau lưng không? Áo của Thiên Bảo coi có thêu sau lưng không? Chị nào chốt màu da bình luận 240. Ủa mới bỏ đây mà, mới vừa chốt xong. Cái áo khoác mới thảy ra xong, có thêu sau lưng không? Để lộn của bạn. Da 75 đổ lại chốt nha. 75 đổ lại chốt. Chốt bình luận. Màu này là màu da. Chốt giùm em là 240. Không có. Chị chốt được có chị? Chị chốt thêm không chị? Chị Thiên Bảo chốt thêm ủng hộ em. Em có mấy mẫu khoác đẹp lắm. Nếu mà mấy chị nào mà chốt được 2-3 áo thì em lấy không có trùng nhau. Còn chị nào chốt một áo em cứ thảy ra tính số ký. Chị nào chốt một áo là em cứ thảy ra tính số ký nha. Còn nếu mà chốt 2-3 áo thì em lấy cái bông thêu nó không có trùng. Chị nào chốt bình luận. Em có màu tím nữa nè chị Đỗ Thị Hoa. Mẫu 240 này đỉnh lắm luôn. Em còn có mấy bộ nữa là hết hàng. Màu tím nữa nha. Dạ chị mới chốt hồi nãy đúng không chị? Bảo Trần Nguyễn. Chị mới vừa chốt hồi nãy đúng không? Rồi màu tím 240. Bảo Trần gì nè, mới chốt đúng không? Để em biết. Chị nào chốt bình luận. Mấy chị sao có cái ý định mà thay đổi nó nhanh quá trời chứ em lâu lắm, em nói thiệt, em chốt đơn rồi là mấy ngày sau em còn chưa suy nghĩ nữa mà mấy chị mới vừa chốt xong. Áo khoác 60 ký là màu là thiêu vậy. Áo khoác là áo jean nha. Áo khoác 60 kg là thiêu vai hả? Thiêu vai, thiêu lưng, thiêu tay tùy mẫu chị gái ơi. Nhưng mà em bán một áo là 200.000 số ký. Chị pin cho em số điện thoại làm gì nha. Chốt cái gì chị gái? Màu tím này là 75 đổ lại chốt, giá 240. Mẫu này 240 em like rồi, em còn có 1-2 bộ rồi mấy chị. Đẹp lắm luôn. Áo khoác là em bán áo số ký nha, không có bán cái bông thêu trên áo. Tại vì bông thêu có chỗ có cái thì nó thêu ở trên vai, có cái thêu sau lưng, có cái nó thêu dưới like nha mấy chị. Cho nên là em bán cái áo, em không bán cái bông thêu nha. Qua. Chị nào chốt bình luận tím 240. Số 4 là 75 vừa. Đồ bộ nha mọi người. Bây giờ không ai chốt khoác nữa, em qua đồ bộ. Khoác là 65 đổ lại vừa. Bộ bi trắng này số 3 nha mấy chị. Chị nào chốt bình luận 65 dừa. Bộ bi trắng bi cam số 3 65 kg dừa. Em còn số 2 nữa. Số 2 là 60 kg đổ lại dừa. Em còn số 2 là có bi trắng, bi đỏ, bi vàng, bi hồng. Bi cam số 2 60 kg đổ lại là em còn bi trắng, bi hồng, bi đỏ, bi cam, bi vàng. Và chị nào chốt bình luận giùm em. Bộ là 170 bộ nha mấy chị. Chị gái nào chốt bình luận bi trắng số 3 là 65 vừa nha mấy chị. Em còn có mấy bộ là hết hàng rồi mấy chị. Bi trắng với bi cam là còn số 3. Rồi ai chốt áo lẻ áo gì mấy chị? Áo đầm áo lẻ gì không mấy chị gái ơi? Áo đầm 30.000 nè, em bán xả cho mấy chị chứ. Có một cái à, 30.000 ai có đơn thì em chốt cho.
Một cái là 50.000 nha, nhưng mà em có một cái em bán với chị 30.000, chốt bình luận. Hai chốt bình luận, 80 kg của loại dừa, có đơn thì kèm. Rồi em có đầm xả 30.000 nhiều lắm nha, 60 kg đủ lại em có đầm 30.000 nhiều lắm, chị nào chốt bình luận. Chốt đầm mặt nhà không mấy chị gái ơi? Chốt đầm mặt nhà không? Đầm mặt nhà 60 kg đủ lại, em còn mấy chục cái nữa em xả giá 30.000. Cho em xin cái bình luận em like tiếp nha mấy chị. Đồ bộ này 250 em đang xả mấy chị, có 180 nè, 75 kg đổ lại dừa. Có mấy bộ size số 6 là 75 dừa nha. Đó, chị nào chốt bình luận. Màu này em nói màu nâu, em có hai màu nâu với màu nâu đậm. Màu đỏ, màu vàng. Màu hồng. Áo lẹ, áo khoác gì không mấy chị gái ơi? Chị Long Trần ngày qua có chốt mà không có đơn, em xả rồi nha. Qua có chốt cái đầm á, có một cái đầm đầu lai em xả rồi, giờ em mới bán nữa đó. Giờ chốt nữa, chút xả nữa mất công chị gái ơi. Màu cam em xả với chị 100. 60 kg 65 dừa nha, 65 đổ lại dừa. Tại chốt có ít quá em không có giữ á chị. Giờ chị chốt nữa rồi bỏ nữa mất công ha. 65 dừa chốt cam bình luận. 100.000. Dạ nếu chị có nhận hàng bên em rồi là có nha chị gái Tiểu Ngọc. Có đơn hàng có nhận rồi là em còn được địa chỉ nha mấy chị. Nhưng mà em cũng gọi nha, xuống like là gọi chốt đơn nha mấy chị. Nhớ để ý điện thoại. Dạ nhưng mà mua đầu lai mấy chị hả? Đầu lai xuống lai là em xả rồi nha chị đẹp. Chừng nào mà mấy chị mua cái giá em bán á, thì em giữ. Chị nào chốt áo cam này bình luận 100. Chị nào mua đầu lai xong mà không mua nữa là em xả. Shop ở Thủ Đức nha, nha Binh. Cô Binh 100.000 là 65 đổ lại nè, áo này màu cam. Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Đức nha. Có gì không chị gái ơi? Dùm em là 150. Màu đen, chốt bình luận. Chốt bình luận dùm em màu đen 50 kg dừa. Mẫu này 180 nè, còn cái em xả mấy chị 160. Màu nâu. Màu nâu 70 kg dừa. Chốt bình luận giùm em màu nâu. Xả mấy chị 160 luôn ha. Ai chốt áo thiết kế gì không mấy chị? Thiết kế em lên nha. Thiết kế em lên xe xả nha mấy chị. Màu vàng chốt giùm em 130. 170 em đang xả 130. 70 kg dừa nha. Bảy chục ký dừa chốt vàng 130. Giá sale nha mấy chị. Màu vàng. Ai chốt bình luận cho em lên hàng mấy chị gái ơi. Áo khoác riêng xả 200 chị. 300 em đang sale 200 nha chị. Chị Pin 65 đủ lại là em có nha chị. Áo khoác. Chị nào chốt cái áo này 50 kg nè.
50 55 kg màu đen 170 em sale với chị 120 thôi. Size nhỏ nha. 50 55 kg chốt đen 120. Size nhỏ, hàng này 170 180 em xả mà chị có 120 à. Màu đen vàng chốt giùm em. 65 kg, 70 kg đổ lại vừa chốt giùm em đen vàng 130. Đen vàng 130. Màu đỏ. Áo này tất cả là hàng cao cấp nha. Sơ len cao cấp em đang sale giá rẻ, có 130. Dạ. Bây giờ em nói thiệt với chị muốn xả thì em xả cho chị. Tại vì đầu like em bán tương tác có 10.000 mà chị kêu em để đó gộp thì em không có để được nha chị. Hả chị kia chị thích á, thì chị nhận, còn không thích thì em xả hết cũng được. Không lẽ giờ chị chốt cái áo đầm 10.000 mà em đi gọi em hỏi chị có lấy hay là không thì mất hết nhiêu tiền điện thoại rồi chị gái. Chị thông cảm giùm em nha, đầu like nếu xuống like mấy chị không chốt nữa là em xả, đó là cái quy luật bên em ha. Còn mấy chị mà cứ muốn xả hết thì em xả, chứ giờ ép mấy chị cũng không có làm được. Màu đen á, chị Nguyễn Dung, size nhỏ nha. Khi nào mà trong like mấy chị đủ đơn thì em giữ lại. Tại cái quy luật, không lẽ giờ em sợ chị bỏ cái hàng kia, em phải chừa chị cái áo đầm 10.000 nha. Còn thì mấy khách khác cũng vậy, người ta mua tiền triệu bên em, chị là khách quen mà. Người ta mua tiền triệu nhưng mà người ta chốt trên like không đủ, người ta có cái áo đầm 10.000 em cũng vẫn xả ha. Còn chị không thích nhận thì để chút em xả hết cho. Mua thì chọn, mà ngày qua em like 6 tiếng đồng hồ chị có chọn nữa đâu. Không lẽ em giữ cái áo đầm 10.000 em phải gọi, à chị ơi chị có lấy áo đầm 10.000 không, em năn nỉ chị phải lấy giùm em làm vậy sao được chị gái. Có 10.000 xuống like là tự nhân viên nó thảy ra, em không có phải kiểm soát gì hết nha. Nhiều khi một cái món hàng của người ta là cái giá trị nó khác, em bán cho vui đầu like nè, có 10.000 20.000 mấy chị xuống like sao. Em like ngày hôm qua từ 8:30 cho tới 3 giờ chiều mà không có chốt nữa thì em xả, mấy chị thông cảm. Rồi hôm nay chị lại buồn. 101 áo 70 kg vừa nha. Quy luật bên em mua đủ đơn thì em mới giữ lại, còn mua đầu like không đủ đơn em không có giữ nha. Không có đáng gì hết trơn á chị gái ơi, không có cái gì mà phải giận hờn hay là đáng gì hết trơn á. 70 kg vừa nè, áo đen xanh chốt giùm em là 101. Ngày nào mấy chị vô cũng mua đầu like 10.000 xong rồi để 10 ngày em gộp là em gửi một lần, mấy chị thấy ai là người là thấy ngại. Mấy chị tự thấy ngại chứ em khỏi ngại luôn. Chị Dung Nguyễn bình luận cái gì ta? Hồi sáng giờ chị có đơn mà em có gọi chưa? Nếu mà chưa có gọi, chị Dung Nguyễn bên em không có số điện thoại, chị chưa chốt gì với chị. Có rồi. Có đơn mà số nào điện thoại đâu? Dung Nguyễn mấy Dung Nguyễn là? Hồi nãy hình như là có gọi thưa cho Phát đó hả? Ừ. Coi cho máy đúng rồi trả lời chưa Phát? Chị bình luận cái số điện thoại giùm em nha. Có một cái áo nha chị Dung. Một bộ có phải cái số điện thoại đó không Phát? Này không có số. Có số đâu mà gọi. Nhưng mà phải tên Dung Nguyễn không? Dung Nguyễn. Chị cho em lại cái số điện thoại trên live đi, em 2-3 người khách Dung Nguyễn nãy giờ nha. Dạ chị buồn thì em chịu nha, tại vì 10 khách hay là 100 khách, 1000 khách gì đầu live em cũng xả hết trơn á. Em chịu hết, mấy chị buồn em chịu, em không có chối. Mua đầu live mà xuống live từ sáng từ cho tới chiều mà mấy chị không có chốt nữa em không có giữ, cái đó là luật. Rồi ok chị Dung Nguyễn, số 21 đôi nè. Nãy có một bộ với lại một cái áo khoác. Rồi đúng cái hội đó bỏ vô Phát. Dạ em cảm ơn chị, đúng. Có tin nhắn. Đúng rồi, nãy chị mua tin nhắn em gấp rồi.
chị chốt thêm ở trên like thì chốt luôn em gộp nha chị Dung. Màu đỏ giùm em xả 130. Bên em bán hàng dễ chịu hơn nhiều shop khác nha, tại vì bên em ít khách. Còn nhiều shop mà mấy trăm khách, ngàn khách trở lên nó không có bán cái kiểu giống vậy đâu nha mấy chị. Em đã nói trên like rồi rất là nhiều, một cái mặt hàng nào mà mua trên like cái giá đầu like á là mấy chị luôn tay chốt liền giùm em cho nó đủ đơn, 150 là em giữ lại hết. Còn mấy chị chốt cái đầu like xong xuống like mấy chị không chốt nữa là tự nhân viên nó thảy ra nha. Tự nhân viên nó thấy cái hàng mà chưa đủ đơn trong like đó là nó thảy ra. Chứ không có phải ngày nay chốt 10.000 ngày mai chốt 10.000 tiếp 10 ngày mới gửi là em không có làm vậy được. Bán đầu like là bán lấy cái lọc cái vía cho nó vui vẻ nha mấy chị. Bán đầu like là bán tương tác cho nó vui thôi. Đỏ này chốt giùm em 130. 130 giá là giá sale nha, 170 em sale 130, 70 kg dừa nè, nè. Dẹp đi để bể. Dạ em cảm ơn chị Dung Lâm nè, hàng của chị nhận nhanh quá trời luôn. 2 ngày 2 đơn nhận đều luôn. Cái khu của chị là gửi nhanh đó chị. Có nhiều khu hả gửi 4-5 ngày chưa tới. Nên là mấy chị thông cảm nha, mua hàng trên mạng nhớ để ý điện thoại. Vui vẻ. Em không có buồn chị Bích Thủy. Tại sẵn em có dịp nói, em nói cho mấy chị thông cảm luôn chứ không có buồn. Buôn bán mà buồn sao bán hàng mấy chị. Có quần nha, quần đen là giọt nước ống suông 170, số ký 75 đổ lại. Còn quần ống đứng á, màu đen luôn. Thun giày co giãn 4 chiều 180, số ký là 75 đổ lại luôn. Nhưng mà hiện bây giờ bên em còn size 70 kg. Quần màu đen 180 là còn 70 kg. Quần trắng 170, em còn size 70-75 kg. Nè quần giống em vậy xả 120. Quần nó y chang này nè, mà bên em bán có 170 nha. Còn cái quần em đang mặc là em mua thử thôi, nó giống như quần của em là 300. Mấy chị có mua quần này báo em nha. Dây kéo giọt nước rất là đẹp luôn. Chị Liêu Ngọc ơi, chị bao nhiêu ký nói đi em cho cái quần, quần giống em đang mặc nè. Quần 75 đổ lại, mà cái quần 180-75 em hết. Còn 70 kg. Mới về hả? Rồi ok, quần là 75 đổ lại em có nha. Còn quần trắng 75 kg đổ lại em còn hơn chục cái. Chị nào thích quần trắng á, 70-75 kg em xả cho mấy chị có 120 thôi. Quần trắng thì bán đầu like 70 kg, chị chốt cái quần màu 170-180 em đưa lên cho chị coi. Em có hai màu đen nhưng mà hai mẫu khác nhau. Một loại là 180, một loại là 170. Cái thun co giãn này lưng như thế này nè là 180 nha. Đó, 180, ống là ống bình thường. Ống hơi đứng đứng bình thường. Còn cái quần ống mà nó hơi rộng ở dưới ống ống suông á là 170. Quần này dáng đẹp lắm nha. Quần này bên em bán số lượng nhiều, bán hoài luôn á mấy chị. Quần là bán rất là nhiều. Quần bán rất là nhiều nha, chốt thì bình luận số ký. Quần là 180 hoặc là quần 170 số ký. Chị gái nào chốt bình luận. Áo bà ba giùm em ha, bà ba là 200.000 một combo. Bà ba là đủ màu. Combo 3 áo 3 màu số ký giùm em 200.000 combo. Chị lấy quần giá nhiêu chị bình luận giùm em nha chị Liễu Ngọc. Chị nào chốt cái gì bình luận. Chị nào mà nhận hàng bên em rồi thấy ok, mấy chị ủng hộ em gì bình luận giùm em cái nữa. Chị gì Lâm nè, vừa gọi chốt là có hàng liền. Ủng hộ em thêm không chị đẹp. Ba cái áo ngày hôm qua xuất sắc lắm đúng không? Quá trời đỉnh luôn. Rồi chị nào chốt áo An Đông nữa em lên. Áo An Đông size nhỏ 50 kg, em đang xả con 150 à. Ba cái áo đó rất là đỉnh. Ba cái đó nếu mà mua giá nghiêm là tới 900 mấy á. Trước em bán 320 cái. Lấy em quần ống đứng 70 kg. Ok, giá 180. Không 70 kg, cái kia là có xe 38 à. Quần đen 180 á. Ok chị Liễu Ngọc nè, phiếu nè. 70 kg lấy xe 38 được rồi. Ok chị Liễu Ngọc nha. Em mặc cái form quần này mấy chị có chốt được thì chốt ủng hộ em, mỗi người một cái về mặc.
Quần đen dễ mặc nha mấy chị. Quần đen là mặc với cái gì cũng được hết. Đẹp lắm. Quần đen là rất là dễ mặc mà nó hàng là hàng cao cấp, hàng xịn nha. Hồi trước bán 200. Nhưng mà bán cái số lượng nhiều quá nên bán cho mấy chị lời chút xíu thôi, 180 cho mấy chị khách dễ mua nè. Quần nè mấy chị, chốt về bình luận ha. Chị nào chốt thì bình luận. Chị nào chốt bình luận giùm em. Quần là 180 là dáng em đang mặc mấy chị, 75 đổ lại vừa. 75 đổ lại vừa. Chị nào chốt bình luận nha, 50kg trở lên giá là 180. Còn quần dây kéo giọt nước ống suông á, giá 170, chốt thì cho em số ký. Giá tiền 170 với 180 chốt cho em số ký. Chị nào chốt bình luận ha. Quần nè mấy chị, cái mẫu mặt nè. Nhiều chị khách bên em mua quần hoài luôn á, mua cái mẫu này nè. Mua hoài luôn không chán. Đẹp lắm, mặc lên đẹp dữ lắm luôn. Chị nào chốt thì cho em số ký nha, quần 170 với 180. Quần trắng là 120 giá xả, chị nào chốt bình luận. Chị nào chốt áo lẻ em lên áo lẻ lộn xộn. Áo này là 90kg đổ lại vừa nè, 220. Áo đen bình luận giùm em, đen 220, 60kg trở lên vừa. Rồi áo này màu đỏ tươi, chốt giùm em xả 130, 70kg đổ lại vừa, 130, 70kg đổ lại vừa, đỏ, đỏ tươi nha. Mấy cái mẫu áo ăn đông này mấy chị, em xả mấy chị 150 là còn xe nhỏ thôi nha, 50kg. Đen kem giùm em xả 150, 50kg vừa. Hàng ăn đông 320 em đang xả có 150 cho mấy chị, xe nhỏ. Rồi chị nào chốt bình luận giùm em đen kem. Xe nhỏ em còn nhiều lắm mấy chị, chốt ủng hộ. Đen xanh em xả mấy chị 150 luôn. Đen xanh là xe số 1. Mấy cái áo này cái chất liệu nó là khỏi nói luôn. Nhưng mà tiếc là xe nhỏ. Tiếc là xe nhỏ em đem game xả nha. Màu đỏ em xả mấy chị 350, em xả mấy chị 200 thôi. Màu đỏ mẫu này chốt bình luận. Áo đen nào thiêu chị? Áo đen. Lên áo đen thiêu sau lưng. Em không, đen là không có thêm sau lưng đâu. Em đâu có áo đen thêm sau lưng chị gái. Áo này chốt giùm em 220 em xả nha. Áo này bữa trước là em chốt 350. Mẫu này hàng ăn đông đẹp lắm. Áo thêm sau lưng em không có nha chị. Có đồ bộ thêm sau lưng cũng tùy mẫu, có mẫu có mẫu không. Chốt bình luận. Áo đen thêm sau lưng nào ta, không biết. Để suy nghĩ thử coi. Quần trắng 70-75kg. Cái dáng đẹp lắm chị. Để em mặc cho chị coi đó, mà đang xả tương tác cho mấy chị đó. Em xả 120 chị có chốt em lên. Màu trắng thì em hết size rồi. Em còn có 1-2 size là 70-75kg à. Chốt vì bình luận. Em xả 120. Quần trắng nè. Cái ống ở đây nó hơi loe ở dưới chút nha, ống hơi suông suông loe nha chị, mấy chị. Quần trắng mặc sang dữ lắm. 120 là giá sale nha, em còn có mấy cái em sale cho hết hàng. Mẫu quần này là khỏi chê. 70kg, 75kg vừa. Màu trắng rất là sang, chị nào chốt thì bình luận. Mấy chị chốt cái quần trắng về rồi mấy chị chốt thêm một cái áo gì nữa là về mặc nguyên bộ đẹp lắm ha. 120 bên em không có gọi. 120 là nhớ chốt thêm. Đó chốt bình lực. Quần trắng dáng đẹp lắm luôn. Xả 120 nha. 120. Áo khoác jean nếu mà chị cho số ký là em chốt nha. Áo khoác jean là 200.000, 65kg đổ lại vừa. Cho chị 3 quần. Ok chị Nguyễn Dung lấy 3 quần. Ok.
À, ba quần trắng. Ok chị Nguyễn Dung nè. Hàng đẹp đỉnh luôn em nói thiệt. Trắng 120. Rồi ok chị Nguyên Trang. Trang Nguyên một cái nữa là tổng cộng lấy 4 cái, đưa Trang Nguyên trước cái này. Rồi ok chị Trang Nguyên trước cái rồi rồi chị kia ba quần. Ok 70 kg. Chị Trang là 72 kg. Cái này đang xả nha mấy chị tranh thủ. Chốt hết rồi mấy chị gái ơi, còn có hơn chục cái là hết. Chị Trang ok nè. Chốt nữa bình luận. Cho một size cho chị này. Rồi ok chị này, xả cái này nữa Nguyễn Dung. Còn nào xả đem lại xả cho nó đỡ buồn. Cái quần này là quần nắng mông nè. Hồi nãy chị có đơn á, chút trưa em xuống like em gọi hết chị ha. Cái này là có size 32 đến 38 thôi nha. Nếu mà mấy chị mua cái này ngoài shop là giá 270 nha. Tại vì em đang xả 32 đến 38. Trăm cái gì bán. Họ thử coi quần nâng mông nè. Nâng mông nha mấy chị. Xay nhiêu ký? Cái đó 180, xả 130 thôi. Xả 130 quần xe nhỏ. Cái này là xe 32 mà canh ký đi. 32 đến 38. Thêm một cái trắng nữa ok. Quần trắng nữa ok An Thiên. Quần đen đó là quần cao cấp á. Dung Nguyễn là 3 cái. Lấy thêm 2 cái lại đây. An Thiên với lại Trang Nguyễn ok. Nè, thêm 2 cái cho hai người. Ok, rồi quần này để em coi nhiêu ký rồi em báo cho mấy chị nha. Đang xả con 130, quần này đẹp dữ lắm luôn. Em đang xả cái nâng mông nha mấy chị. Mà size để em coi nhiêu ký. 38 thì chắc là 65 ký vừa. 50 tới 65 ký em có quần nha mọi người. Hôm nay chốt hạt. Dạ ok. An Thiên có quần nha. Ok, An Thiên có, chị Trang thêm một cái có. Hôm nay em chốt cho. Rồi chị nào mà chốt 50 kg tới 65 kg là em có cái quần nâng mông này em xả 130. Hàng này đẹp nhưng mà tại vì em ít giới thiệu mấy chị không có biết nha. Em không có giới thiệu quần, em toàn là bán đồ bộ dưới ấy thôi. Quần thì bên em là cao cấp. Quần đẹp đỉnh luôn, em đang xả 130. Chị nào 50 65 kg cứ chốt theo cái số ký vậy là em lấy hàng cho mấy chị nha. Quần nâng mông nha mọi người. Đẹp lắm. Cho mẹ cái 38 mày mặc lên cho khách coi. Em còn số lượng ít em xả mấy chị 130. 50 cho tới 65 kg em xả mấy chị 130. Chị nào chốt quần đen 130 bình luận số ký giùm em. Hàng này xả nha, 180 em xả 130. Đẹp quá mấy chị. Cho một cái mặc được không? Cho một cái mặc được không? Tao hỏi khách chứ bộ, tao hỏi khách. Mấy chị cho em xin phép cho một cái mặt được không? Hết lắm luôn, đẹp dữ lắm mấy chị gái ơi. Tao lấy 2 cái rồi đó. Cho chị đồ bộ đùi chính tắc, quần chính tắc ở đâu? Em không có, em đâu có giới thiệu. Có quần ngố á, thì có. Quần ngố tới đùi, tới đầu gối thôi nha. Chứ không có chính tắc. Đây em đang mặc size 65kg nè. Mấy quần năng mông này mặc hả? Vậy cho em 2 cái luôn nha mấy khách. Ồ dễ thương, cái ống nó hơi bát một chút xíu chứ. 65. Không có đầu tư sao còn được. Không lẽ giờ tao ở xuồng tao like phải đầu tư mới có đứng là. Nó kêu em là mua muốn mặc là trả tiền nó kìa mấy chị. Thấy được không mấy chị? Phải đầu tư em mới có hàng em đứng trên like được nha. Chị gái nào chốt bình luận. Trời ơi cái quần này dễ thương quá à. Ba xe 38 là 65 đổ lại vừa nha. Quần này em đang xả là 130. Chị gái nào chốt cho em số ký. 130. Cái quần đẹp quá trời đẹp. Đẹp quá trời đẹp luôn. Đẹp lắm luôn. Em đang mặc xe 65. Chị nào 50kg trở lên quần xả. Cái dáng quần nè mấy chị. Cái dáng quần nè. Hơi ống xuông xuông ha. Ống đứng á. Ống đứng nha. Đẹp lắm. 130. Chị nào chốt bình luận. 50 tới 65 kg em có. Còn chừng 20 cái nha mấy chị. Chốt bình luận. Mẫu quần đẹp quá à. Quần đó là quần cao cấp mà. Có ống xuông dáng 170 chị đặng thị soi. Phải không người hỏi chứ lên áo lẻ để mua chốt. Dạ để em lên áo lẻ. Áo lẻ ha chị An Thiên, từ từ em xả hết mớ quần này rồi em bắt đầu em lên áo lẻ cho chị chốt thêm ha. Nè. Cái quần này là 130, 65 đổ lại, em đang xả 180 em xả 130, em còn số lượng ít.
quần này bên em là còn chừng 20 cái, chị nào 50-65. Rồi còn ống suông á, em chốt cho chị 170 là cho em số ký nha. Để em lấy cái quần ống suông, lấy cái quần dây kéo cho Đặng không? Đặng thì soi gì nè. Quần ống suông là 170, có dây kéo giọt nước. Quần em đang mặc đẹp quá. Em có quần 170 với 180, còn hiện cái quần em đang mặc trên người là 130, em xả nha. Quần này 170 dây kéo giọt nước, đây em mặc lên cho mấy chị coi đằng chốt. 75kg đổ lại em có hàng nha. Nè. Quần rất là đỉnh. Co giãn hơi nhẹ, cái này co giãn hơi nhẹ một chút nha. Một quần ống ra 130 Yến Hoàng, cho số ký. Cho em số ký chị. Nè. Chị nào chốt cái quần 170 bình luận nha. Cái này giải nó mềm, hơi co giãn nhẹ, cái dây kéo giọt nước là giá 170 cho số ký. Quần 130 cho em số ký nha chị Yến Hoàng. Đẹp lắm, 170, 180. 62kg, ok, lấy cái quần size 38 đi. 65 với 62 chắc xê xích chút xíu ha. Em đang mặc là em 65, 66kg, em chốt cho chị nè. Nào? 70kg không vừa nha chị Nguyễn. 70kg không có vừa đâu chị, Nguyễn Dương. Nguyễn Dương 130 là không có 70kg. Yến Hoàng ok nè. Trăm ba 70kg không vừa, 65kg rồi nha chị. Nếu mà chị 65kg thì chị chốt giùm em 3 cái là 65kg nha. Chứ 70kg là không được, chốt cái khác giùm em. Cái quần của em hồi nãy không le hả chị? Hồi nãy chị chốt cái quần gì chị? Ông đứng á hay sao em quên rồi, chị chốt cái gì em quên rồi. Ôi cái này ống suông, ống suông là 170. Mày gọi cho khách đi nói 10 nó không biết. Rồi. Hả? Thả hả? Cái gì? Bao nhiêu lần rồi hồi đó chứ giờ. Cứ nhận nó đó chị. Ờ, cứ làm vậy mà xong từ hồi nhận không được. Không thích là làm nhận hả? Ừ. Tại vì giấu mày. Dạ, 180 là ông đứng. Áo hoa hả chị? Áo bà ba. Số điện thoại. Em nói tao để 21 không biết tao bán hoài. Trời ơi, đó tới giờ. Thế xả bỏ ra liền, xả đóng hàng nó đi, rẻ lắm. Bà đây mà ngang. Để mần ăn cứ vậy mà chiều hoài luôn, chịu không nổi rồi đó. Giờ biết nhiêu lần quần này 170 nha, ống suông lên áo khoác hả? Áo khoác hả? Rồi thì đó tới giờ vậy mà. À, cái gì chị Dung Nguyễn bình luận gì em không biết ha, số điện thoại hay gì mà em không thấy số điện thoại gì hết trơn á. Đâu, chưa gọi tới, chương này khách giỏi lắm. Gọi là gói hết rồi. Còn đó tại vì mình thấy trễ rồi vì mình like. Quần 170, 130, 180 chốt bình luận. Quần 130 nếu mà có 3 cái là chị Dung Nguyễn chốt rồi. Không có hàng. 3 cái xe nhiêu? 70kg á. 38, xe 38 quần đó có 65kg à. Em chỉ có 65kg à, chị có ai mà mua 65kg chị mua giùm, mua ủng hộ em với chị gái cho Dung ơi. Chị Dung Nguyễn số 66 đôi. 3 cái á, tiếc ghê luôn á, chị chốt 3 cái trắng, 3 cái đen mà không có hàng. Em có size 2 32 34 36 38, 32 34 36 38 à. 38 là chỉ có 65kg nha, 65 66 là mặc được. 65 66 mặc được nha, chị Dung có ủng hộ em không? 3 cái. Mua đừng trừ hao nha, em đã chốt trừ hao trên like rồi, mấy chị đừng trừ hao nữa bị rộng nha mà mọi người.
Cái quần này em xả mấy chị nè 50.000 nè, có một cái một à. 50 kg, 55 kg chốt giùm em 50.000 nha. Lên áo khoác, để em lên áo khoác nha chị. Áo khoác giờ em còn có phơm ngắn thôi. Quần 60 kg Phượng Nguyễn. Bình luận giá chị gái ơi. 60 kg giá 130 hoặc 170, 180 chị bình luận nha chị Phượng Nguyễn. Bình luận cái giá tiền để em lấy hàng cho. Rồi 55 kg nè. Cái này em có một cái rồi, chị làm trước em xả với chị 50.000. 50 55 kg 50 55 kg 50.000 nha. Quần 55 kg chốt Phượng Nguyễn cho em cái giá tiền để em lấy quần cho chị cho mau lẹ. Quần bên em là quần trắng còn được vài cái nữa, mấy chị ủng hộ em cho hết luôn nha. Quần đen là 130, rồi quần đen 180, rồi 170. Cho xem mẫu chị, em đâu biết chị muốn lấy cái gì đâu mà em cho xem mẫu. Quần 60 kg là em có 130, là 180 em xả 130. Còn quần 170 là dây kéo giọt nước em mới đưa lên nãy giờ. Cái này em có 65 kg đủ lại. Em đang xả 130. Vàng để đang bán cho hết mấy quần. Rồi cái quần dây kéo giọt nước là ống suông, co giãn hơi nhẹ chút xíu, là 170 giọt nước nha, đẹp lắm. Rồi quần 180 là ống đứng, thun dày co giãn 4 chiều. Áo này đẹp lắm nè. Lát nữa mặc áo bán cái áo này quá chị đẹp. Quần ống đứng co giãn 4 chiều, quần này là bên em bán từ hồi xưa giờ, không bao giờ thiếu cái hàng này được. Khách cứ vô là chốt 5 cái 10 cái giùm cho dòng họ bà con. Quần rất là chuẩn, quần 130 65 kg. Ok chị Thi Hương Trần. Lấy cái 38 giùm. Mua cái gì kèm nha, chứ không là một cái không đi đâu. 130 nhớ chốt thêm giùm em nha. Kì đằng kia kìa, xe 38 kìa phát kìa. Quần phải 130 cái quần em hồi nãy á. Lúc nãy qua phát tưởng em ơi. Cái gì? Chị Phương Trần bình luận gì em chưa hiểu. Bình luận quần áo giá tiền thì em hiểu, còn mấy chị ghi ấy gì là thật. À, lấy xe 38 cho chị 3 cái rồi lấy 3 cái nữa. Hương chị Dung quá. Cái đó nó lỗ rồi. Nhưng mà chị Dung dễ thương, nãy giờ chốt ủng hộ 3 cái đen 3 cái trắng rồi. Áo này là 250 nha. Chị Thi Hương Trần cho em số điện thoại nha. Số điện thoại kèm đi chị gái ơi. Dung Nguyễn ok. À, Nguyễn Dung chứ. Nguyễn Dung ha, Nguyễn Dung chứ không phải Dung Nguyễn. 38. Đổi cho cái chị 62 kg á, lấy cái 36 đi rồi bỏ vô cái Dung Nguyễn, Nguyễn Dung này 3 cái. Ok cho chị nè. 36 nãy 62 kg lấy 36 vừa rồi đổi qua bên này. Quần 173 kg ok. Chị gái gì Thi Hương, Hương Trần không có số điện thoại nha. Nãy đặng á. Có cái đen nè. Nè. Lấy 36 bỏ vô tên này. Rồi cái Dung Nguyễn ở bên này. Đổi lại đó. Lấy giùm cái quần 173 kg luôn. Phạm Nhũ ok. 53 kg lấy size 32 đi. Ok chị nhỏ Phạm Nhũ, Phạm Nhữ gì nè. 173 là quần dây kéo giọt nước size 32. Rồi quần 130 cho chị Hương Trần có nha. Nhớ chốt thôi thì mình em đủ đơn, bên em đủ đơn 150. 170 nha, 53 kg. Hương Nhũ đâu rồi ta, mới đưa phiếu đâu rồi. Ok, quần 170 là dây kéo giọt nước. Ai chốt nữa bình luận số ký giùm em. 170, 180, 130. 3 mẫu quần 3 cái khác nhau nha. Rồi ai chốt quần nữa bình luận. Em có cái quần. Rồi giờ ai muốn chốt áo ha, mới yêu cầu em lên áo đúng không. Áo khoác là 65 đổ lại 50 kg trở lên. Em có áo khoác là giá xả 200. Khoác là em bán áo khoác, em không có bán cái màu thiêu trên áo nha. Đó, tại vì màu thiêu là có nhiều cái màu trắng, màu vàng. Nó khác nhau, khác cái hình thiêu. Em chốt áo xả 200.000 đồng giá. Đồng giá 200.000, 65 đổ lại, mấy chị cho số ký là em chốt. Mấy chị cho số ký là em chốt nha, không có lựa cái màu áo, không có lựa cái màu thiêu trên áo. 65 đổ lại, 50 kg trở lên, 200.000 áo. Chị nào chốt bình luận. Rồi cái áo này áo không có cổ. Có một cái em đang thấy cái áo này à, có một cái áo không cổ. Ai thích thì bình luận không cổ.
Em chào chị gái yêu ha, ai tên gì em đọc không được, tên Hưng gì nè. Rồi chị gái nào chốt bình luận. Cái áo này không cổ em có một cái à. Chốt bình luận 55kg. Còn nhiêu là có cổ hết nha. 60kg, cái này ba số 3 lần 60kg. Áo có cổ hết luôn mấy chị. Gái chị nào chốt thì 200.000 cho 60kg là chốt. 50 tới 65kg chị nào chốt bình luận. Bình luận số ký giùm em lấy áo nha mấy chị. Áo là hình theo trên áo là khác nhau. Quần 180 và 170 60kg. Phượng Nguyễn ok. 60kg. Hai cái. Phượng Nguyễn ok, cái 170 cái 180. 60kg. Cái 180 là lấy size 34. Cái 170 là lấy size 36. Hai cái form quần khác nhau cho nên em lấy hai cái size khác nhau nha. Một cái là size 34, cái size 36 cho chị Phượng Nguyễn nè. Giá 170 với 180. Đồ bộ, áo khoác, quần lẻ gì cũng có nha chị gái nha Hưng ơi. Hùng hay là Hưng. Chị gái nào chốt áo khoác bình luận. Nè tiếu kìa, hai tiếu đó. Rồi chị nào chốt bình luận. Phượng Nguyễn có hai cái quần rồi nha. Quần 130 chị chốt luôn không? Quần 130 60kg cũng đỉnh luôn. Mặt đẹp dữ lắm luôn. Em còn có mấy cái em xả 130. Áo khoác là 65 đủ lại vừa. Áo khoác là em bán áo khoác chứ em không có bán cái áo, màu thêu trên áo nha. Tại vì màu thêu mỗi cái nó khác nhau. Chị nào chốt thì bình luận. Trần Phước chốt cái gì 65kg chị gái ơi. 65 đổ lại chốt gì thì cho em cái số điện thoại với lại cái áo hay là cái đồ quần nha. Không biết là chốt cái gì luôn á. 65 đổ lại là áo khoác em có hàng. Áo khoác Trần Phước cho số điện thoại luôn. Không có số điện thoại sao chốt hàng nha chị gái. Số điện thoại giùm em, 65kg lấy size 3 cho. Cái cây size 3 nãy đây. Áo khoác ok nha. Số điện thoại giùm em chị đẹp ơi. Lấy số 3 coi đúng không. Cho em số điện thoại em mới chốt được hàng nha. Giá là 200.000 nha chị Trần Phước. Áo khoác chốt bình luận. Số điện thoại giùm em mấy chị đẹp ơi. Không có áo ơi. Không có số điện thoại sao chốt. Rồi nè Trần Phước ok. Áo khoác mẫu là khác nhau nha mọi người. Giả sử như mấy chị chốt hai cái là em lấy hai cái mẫu khác nhau, còn một cái là em lấy đại nha. Miễn là số ký vừa là được. Số ký vừa bao số ký thôi, không có bao cái bông trên áo nha. Mỗi mẫu mỗi khác nhau. Hàng em xả đồng giá lộn xộn. Chất liệu là ok. Chị nào chốt khoác bình luận 200.000 một áo đẹp đỉnh. Hai cái thì hai mẫu, ba cái thì ba mẫu, còn một cái là em lấy đại, miễn sao số ký vừa là được. Chốt bình luận mấy chị đẹp ơi. Đẹp đỉnh luôn cái áo này nè. Trời ơi cái tay nè mấy chị, cái tay này nè kính chưa? Đeo vàng, đeo vòng gì á kính mít luôn, không ai thấy luôn nè. Chốt bình luận. 200.000. Hai cái ok chị Trần Phước. Chị Nam Trần chốt thì bà cọc cạc giùm em ha. Nam Trần chốt cọc cạc. Nam Trần ơi có chốt áo khoác bình luận cọc cạc đi rồi chốt tiếp. Áo khoác em còn nhiều lắm. Áo khoác 200.000 em còn nhiều. Ai mà không thích cổ tròn thì bình luận cổ tròn. Tại em cổ tròn em có mấy cái nè mấy chị. Cổ tròn thì bình luận cổ tròn. Còn bình thường là em bán cho mấy chị là cái có cổ 200 nha. 200 cổ tròn là bình luận. Cái gì 2x hả? 60, chị như 65kg 2x không có vừa. Vậy bỏ bớt ra một cái. 2x không có vừa, bỏ bớt ra cái đó đi. Phải lấy có một cái à. Em bán số ký em không có ít. Số 1, số 2 với số 3, nhưng mà 65kg là chốt số 3. Áo cổ tròn chốt bình luận, áo cổ tròn size nhỏ nè. Áo cổ tròn nha. Cổ tròn là 55kg vừa. Cổ tròn, ai thích cổ tròn thì bình luận cổ tròn. Có mấy cái à. Em không có bán 2x chị. Số ký, chị cho 65 là em lấy, miễn sao 65 vừa là được. Rồi ai chốt áo khoác bình luận. Áo khoác đẹp dữ lắm nha. Chốt bình luận. Áo đỏ này 100
một trăm mấy, trăm sáu, trăm rưỡi, trăm sáu vậy em xả. Mấy chị có một cái một và 100, chị nào 70 kg chốt. Cái đó 170 lận á. Có một cái đá nè. Em xả mấy chị 170 kg vừa. Cái đó giá sỉ nó tính 140. Chị nào chốt bình luận nha. Cái đó hàng cao cấp nè. 70 kg vừa, áo này đẹp quá trời luôn. Chị nào chốt cái áo này là số 1, 50 kg vừa. 320 em sale mấy chị, số 1 này có 150 à. Đưa áo khoác hồi nãy em coi. Áo khoác thì cứ bình luận số ký giùm em nha. Áo bông vàng sau lưng có 70 kg. Không chị, áo này nhiêu ký? 60 kg à. Áo này là nhiêu tiền đây? 250, hàng mới về đó. Hàng này là hàng cao cấp ha. Hàng An Đông cao cấp 250, 60 kg vừa. Chứ hàng gì? Chỉ là hàng cao cấp thôi chứ không phải hàng cao cấp 250. 60 kg vừa nha. 60 kg vừa. Chị Linh Đặng nghe điện thoại giùm em nha, em đang chốt đơn. Không, gọi giao không được. Nghe điện thoại giùm em nha chị Linh Đặng. Rồi cái áo này là em xả cho mấy chị 150 nè. Size số 1 có 50 kg vừa. Áo khoác bình luận số ký giùm em. Áo khoác là 200.000, bình luận số ký là em chốt. Áo đen này 130, chị nào 70 kg vừa. 130, áo khoác em có còn nhiều nha, áo phông ngắn em còn nhiều lắm, chị nào chốt thì ủng hộ. Cứ cho số ký giá là 200.000. Áo này 70 kg màu đen vàng, chốt bình luận. Màu tím 170 em xả 130, chị đâu 70 kg chốt. 70 kg chốt nha. Chị nào chốt bình luận 130 tím 70 kg vừa, đẹp lắm, 170 em đang xả nè. Màu xanh em xả mấy chị 220 nè. Số 1 ai 50 kg chốt. 350 em đang xả mấy chị 220. Áo này hồi trước em bán 350 nha, nhưng mà em còn có size số 1 hai một hai cái gì em xả mấy chị 220. Hàng đẹp nha mấy chị. Áo lẻ nha mấy chị, áo này là 280 em xả mấy chị 230, màu vàng. Màu vàng 70 kg đổ lại vừa. Em xả cho mấy chị 230. Màu vàng nha. Chốt bình luận giùm em vàng 230. 60 70 kg vừa. Màu đen kem chốt giùm em 130 giá sale nha. 170 em đang xả mấy chị có 130 đen kem. Chốt bình luận. Chị nào chốt áo thiết kế không mấy chị? Có màu đỏ nữa 130 giá xả luôn. Chị nào chốt áo không mấy chị gái ơi, áo này đẹp quá. Áo này 65 kg vừa. Em xả cho mấy chị 120 luôn, màu đen. Hàng này 300 mấy em xả luôn nha. Rồi màu đen 101, màu đen xanh 101 ai chốt bình luận. 70 kg đổ lại vừa 101. Đen xanh nha. Áo màu đen chốt giùm em 60 kg vừa. Ai chốt nữa bình luận chấm bài mà em biết em lên tiếp mấy chị. 60 kg vừa em chốt cho mấy chị 120 màu đen. Chị gái nào 60 kg chốt áo này mặc đẹp nha. 60 kg đẹp dữ lắm, màu đen em xả mấy chị 120. Hàng này là hàng cao cấp nha, hàng xịn.
chốt bình luận mấy chị đẹp ơi. Ai chốt khoác thì bình luận khoác số ký. Rồi áo nâu này em xả mấy chị 160. 70 ký vừa. Màu đen xanh 50 ký, ai chốt cái áo này em xả mấy chị 150. 50 ký vừa nha. Không thấy ai bình luận luôn trời. Chốt bình luận giùm em mấy chị. Áo này em xả mấy chị 200 ngàn. 65 ký dừa, 60-65 ký màu đỏ. Dạ hồi nãy em chốt chắc là bông vàng đó chị Trần Phước. Chị nào chốt áo đỏ này 65 đổi lại dừa. Chị nào chốt cái gì bình luận em biết em lên tiếp nha. Nãy em chốt cho chị rồi nha chị Trần Phước. Cái áo này là áo góc này là 170, mày lấy một cái này mặc thử đẹp lắm. Áo mẫu mới. Nhưng mà con nhỏ. Đó, rồi đó là đúng một cái mặc thôi. Chứ để giá thôi, không biết giá thì chốt được lại. Mà nó có mấy màu bông sao có màu. Cái đó, nhiều màu là nhìn đông mù màu lắm. Lấy trong đắp nhưng mà đắp không lấy bỏ ra. Xe 60 ký hả? Mày mặc thử mày thấy mày sao được không? Giờ tôi gần 70 ký rồi sao tôi mặc. Mày mặc thử vô rồi biết vừa hay không? Không vậy? Dám chốt và không dám thử cho khách coi luôn á, mày thấy tao tự tin không? Lên lúc 5 ký mấy ơi, mấy chị gái ơi trời ơi là lên giờ em không dám thử thử áo luôn á. Nè. Áo này là 170 nha. Đẹp dữ lắm, để em coi coi nó được bao nhiêu ký em báo. Khó mặc lắm giờ tôi mập lên cái tự nhiên á không dám tự tin để thử đồ cho mấy chị gái luôn á. Quá trời quá đất rồi. Áo hàng đẹp nha mấy chị, màu xanh, màu xanh chốt giùm em 170 một áo. Ở trong đó đó đâu trong đó, ở đằng sau cái nồi cơm điện á, còn không thấy còn cái hay gì á. Không phải rồi. 60 ký nha mọi người. Trời ơi chắc tét cái áo quá không được rồi. Ủa vậy đâu, tao không hết rồi. Quá quá trời quá đất rồi. Áo này 60 tới 62 63 ký thôi nha mọi người. Em thử là không có được rồi, không ổn rồi. Hồi nãy có cơm nó ăn được không, nhiều không? Không ăn được, mới nhắm nè. Thì uống sữa. Ủa vậy chứ mà lộn. Mẹ nó kiếm vô một dịch hỏi với chúng mình đâu. Cho uống sữa đi. Áo này mẫu này đẹp, chị nào chốt không em lên mấy chị. Tầm 63 ký đủ lại nha. Nếu mà em gán em mặc vô thì được, nhưng mà thôi mất công quá chật lắm. Chị nào 63 ký đủ lại áo màu xanh. Mẫu này em có nhiều màu, chị gái nào chốt thì em lên màu cho. Áo đẹp 170. Màu vàng. Mẫu này lên thương lắm luôn. Ở dưới like nó có bo đẹp lắm. Nó nhúng thun nè mấy chị. Nó nhúng bo nè. Đẹp dữ lắm. 170 nha, màu xanh màu vàng. Cái mẫu nó màu tung lắm. Khổ ghê, giờ đang mua thuốc giảm cân, giảm bớt. Giảm bớt thì là 2 tuần nữa nó xuống được 4 ký. Ở nhà mấy tháng lên như đó mà ở nữa là lên nữa đó, ở nhà nữa lên nữa đó. Chị gái nào chốt bình luận mấy chị đẹp ơi, em không thấy mấy chị bình luận, em tắt like ăn cơm xong em vô lại liền nha. Tắt like ăn cơm vô lại liền mấy chị nhớ ủng hộ em ha. Vân Bích Nga áo xanh, ok. Chị Bích Nga áo xanh 170 ok. Rồi cái áo này em xả mấy chị 120. 75 ký dừa. 75 dừa nha. Chị nào chốt áo 170 nữa em đem lại em lên màu cho. Nó cũng không có nhiều màu nhưng mà cái nào cũng đẹp nha, màu vàng, màu đỏ.
màu vàng, màu đỏ, màu cam, màu xanh. Chốt bình luận mấy chị đẹp ơi, ủng hộ em không có tắt like chứ mấy chị không có bình luận là em tắt like em ăn cơm. Sáng giờ em đói bụng, em chưa có ăn luôn mấy chị. Ủng hộ em nha, màu vàng, màu xanh, màu đỏ, màu cam. Chốt bình luận mấy chị. 170. Cái này em nói màu cam đi nha, tại có màu vàng nó lợt hơn chút. Em nói màu cam 170 chốt. Màu xanh, màu vàng, màu đỏ. Chị nào chốt bình luận nha. Chốt màu đỏ thì em rút ra em cho mấy chị coi màu, chứ bây giờ lấy ra rồi ship vô mất công. Ai chốt áo 170 bình luận. Nó chút xíu dễ ăn mà nó ăn không được luôn hả cậu? Ăn là nó đi tiêu liền. Nó bị rối loạn á. Màu vàng 170, em xả 130 nè, chị gái nào 70kg chốt nha. Rồi cái áo vàng treo đằng sau là 250, hàng cao cấp. 60kg dừa, 250 nha. Hàng cao cấp đỉnh luôn. Màu đỏ 130. 70kg dừa. Rồi em chào mấy chị gái nha, chút xíu em lên like lại nha mấy chị.